ra ngoài nhá, đi để thân nhớ. Xong về em chắc sang cái gì cho nó vào. À, để một chỗ nó trở vào cho nó mua cái bông tẩy trang ấy. Nhưng mà tẩy. Bỏ ra ngoài cái tủ một tí nó đỡ quên. Chấm, chịu có chấm ngày 4 năm. À nhưng mà để đây mà chấm. Ở đây còn mày làm một mẹ. Mày làm chả nhớ, nó cứ mang về tối chấm mấy lần. Tối chấm. Chấm nó khô khô lại chấm, chấm nó khô khô lại chấm. Tối nói chung chấm được 2-3 lần là được rồi. 2-3 lần là được. Ban ngày sao hoặc sáng sớm đấy, đi làm chấm một lần không đi làm. Đúng rồi, sáng sớm đi làm chấm lần đi làm. Xong tối về lại chấm. 2 lần, 3 lần nữa là được rồi. Ngày 4 lần. Mụn à? Nó đen đen thâm thâm rồi phải không? Đấy. Lưng nó đầy lưng. Rồi nó em hết rồi xong bây giờ nó lại đen. Tiếp thần tú chồng bị yến. Ở đâu? Mặt đi. Nhưng mà mọc ở đâu? Mọc ở mặt đi. Thế á? Sợ lắm, nhìn mặt mặt nếu mà đàn ông nó vậy, đàn bà chỉ cảm giác nó cứ kinh kinh. Cái đấy thằng chú đấy phải nặn đi ra xong bắt đầu chấm lên khỏi. Cái đấy mọc, nó mọc, mọc cái đấy là như kiểu nó bị viêm rồi, ừ. Ghê lắm, sợ lắm đấy. Hello, hello tất cả các chị đẹp nha em. Được cái gì ấy, sự thật nó là sự thật nhỉ, mụn nó là mụn nhọt. À, phải là không có mụn mà có mụn đâu. Kéo đến mày làm mụn Zino nó mới tỉnh được ấy. Nhấp nhấp môi thôi. Tặng váy cho chị á, được rồi, ok chị. Cho chị cái lò ngụm Zino đây cho nó đỡ đau mặt thôi mà. Để lấy sức để tặng váy cho các chị cho xinh nào. Khổ lắm cô ấy. Bây giờ ha, cứ phải ấy. Cứ phải để cái mái này này, cảm thấy nó hợp hợp ấy. Hôm qua được ngày nghỉ thì vừa muốn đi chơi lại vừa muốn ngủ. Nó cứ dồn dập vậy nhỉ. Qua thời tiết đẹp mà nhưng mà cũng có được đi chơi nhiều đâu. Chào em gái xinh chị Quế Hồng, em chào chị Khánh Phương, Trần Thị Oanh, Hà Duyên. Hello tất cả các chị nhá. Xinh quá. Em cái tóc mái của em ấy, bình thường đi gội thì nó chỉ được một hôm đầu thôi. Xong hôm thứ hai bắt đầu nó nóng thì nó cứ bết bết cái tóc mái. Em mang đi bây giờ là em gội một cái tóc mái không. Hoàng Thủy em xin chào nhá. Hello tất cả các chị đẹp. Ui dồi ôi, chim chích bông, chim chích chòe. Cái gì mà nó chồng ngược cái này. Hai đai thật là kiếp sợ quá này. Chồng như kiểu là chích chòe. Nhục lắm cơ. Đây, ui dồi. Mua phát mấy trăm nghìn. Ui dồi ôi đấy, Nhi ơi. Hỏng rồi. Con lại phải chế cái này là con khâu rồi cho mẹ. Con đi xuống phòng con lấy nơ cho mẹ đi. Con cầm cả cái túi nơ lên đây cho mẹ. Nhanh lên, con hộ mẹ tí. Không phải gọi các cô đi. Các cô lên thì vào phòng mẹ cháu cầm cho mẹ cháu cái túi dây nơ buộc tóc của mẹ cháu đi. Cầm hết à. Cầm hết lên đây. Chị Vũ à, thì là em xin chào. Khổ thật đấy cô ấy. Hôm qua có cái váy thì là bảo là nhân viên nó bảo là chị này 65 cân, bảo là không biết có vừa không cái size đấy. Thế xong rồi bảo anh Cương anh thử cho là biết ngay. Thế là anh Cương anh đang đứng ở đấy thì là anh mặc vào, lại còn đi lên guốc nữa, quên mà gãy mẹ cái đôi guốc mấy trăm nghìn. Chị Vũ soạn vì sao đấy chị? Là nào? Thế là hôm qua ông ấy thử hộ. Khổ lắm cơ. Thử hộ đứng lên giày cao gót lại còn quay đi gãy mẹ cả giày. Mặc cái áo này thích quá. Trưa nay ăn tận chắc không đến một bát cơm đâu. Chị Nguyễn Phương chào chị nhá. Ông chồng ông ấy làm người mẫu cho thử đồ cho các chị nào béo béo cứ đưa cho ông thử cho. À, vừa hay không biết ngay. Ơ, cái vòng tay của chị đâu rồi? Đứa nào xuống nhà lấy à?
Thế bảo lấy cho chị cái vòng tay lại tháo để mẹ trên bàn. Nhục thật đấy. Để trong phòng. Tháo ra vừa nãy tháo để bôi kem ở cái vòng tay đeo tay của chị để trên bàn trong phòng ấy. Lấy luôn rồi chị ơi. Có đứa nào đi đấy. Hello các chị nhá, các chị vào like chia sẻ cho em với nhá. Chị Hằng Dư, chị Nguyễn Hải em xin chào ạ. Sao lại gửi mẫu áo dài, like mẫu áo dài chị xem chứ. Like mẫu áo dài chị xem đúng không? Là bây giờ đỡ mất công thuê người mẫu gì cả. Đỡ cho ông chồng những cái mẫu béo béo đấy là gọi những size to là gọi ông chồng lên ông gửi cho luôn. Anh Cương là 72 cân. Chị ơi áo dài em chỉ có mấy cái mẫu vừa mới về thôi. À mấy cái mẫu em đang like tây thi đấy là bán nhiều lắm. Mẫu đấy tây thi bán nhiều dã man luôn. Đâu nhờ cái áo như thế này màu trắng đâu. Chị chào em Lan chào chị đẹp nhá. Đấy chắc xịn sò con bò dã man luôn. Ơ cái áo phông này hôm qua, ơ. Ơ không, cái bảo cầm lên cho chị là như này đâu. Các chị vào like chấm một bài chia sẻ like của em ấy nhá. Nhìn hộ em hộ chị góc cam cho nào hỏi. Ủa chết mát lạnh luôn. Cái này em đã giặt rồi đây này. Hả? Bán váy phía sau đi em ạ. À. Vâng ok ok chị Bạch Vân. Các chị chia sẻ like giúp em với nhá. Đứa nào chỉnh hộ chị cái cây đèn đi. Nó cao lên tí. Nó bị cũ cũ không quá. À vặn dưới vào. Cái áo này chết mắt lạnh luôn, em để lại mặc đây này, em giặt rồi đấy. Nhưng mà thôi em lại cứ cầm lên đây làm mẫu. Con phông này nếu mà các chị nào size to nhá. Rồi ok chị. Nhất nhà em có người mẫu rồi đúng không? Chết này, sướng ơi là sướng luôn đấy các chị ạ. Áo đang mặc bao tiền? 250. 250 chất sướng chị ơi. Nếu các chị thích mà mặc form xô ruông ấy, các chị lấy mã này này. 250 này. Em đặt bộ tây thi không gọi điện, gọi để lại luôn số điện thoại đi. Bởi vì là nhiều cái comment nó bị ẩn ấy, nó sót đơn ấy nhá các chị nhá, đặt lại hộ em cái. Nhiều comment bị ẩn. Chị Nguyễn Quyên để lại số điện thoại cho em nhá. À Nguyễn Quân. Này, con phông này đẹp lắm, nó là phông suông này. Các chị nếu mà mặc với quần sóc mà mình muốn để suông như này cũng được. Các chị sơ vin đóng thùng được, mặc quần sóc với quần bò đều ok nhá. Đấy, các chị chấm vào bài và chia sẻ like hộ em nhá. Form của nó sẽ là nó nẹp kiểu như là nẹp nẹp để trang trí như này thôi chứ nó không phải là nẹp bo. Sơ vin được ạ. Ôi dồi ôi, đang nhìn hai cái chân. Chân của em Lý với chân của em Lan này đang lệch lệch tông rồi này. Chưa kịp bôi gì cả. Chưa kịp bôi được mỗi cái mặt thôi, còn cái tay chưa được, cái chân chưa được bôi. Quần sóc này thì size đến tầm 61-62 cân đổ lại các chị mặc vừa. Đấy, sóc xịn cho em. Còn phông thì các chị lên phông xịn và phông chữ xịn nhá. Hàng này là hàng Quảng Châu cao cấp nhá. Nếu các chị mà thích những cái form suông ấy. Đấy, form suông thì cái con phông này nó rất là đẹp luôn. Sơ vin được ạ. Đấy, quần sóc, quần bò các chị mình mặc đều ok. Mã cho em đang là phông xịn chữ và kèm số điện thoại. Quần thì các chị comment là gì nhỉ? Sóc xịn. Sóc xịn của em là 320.000 đồng. Con này nó có cả giờ gì nhỉ? Cả dây lưng đấy, nhưng mà em đang ấy. Em đang gì nhỉ? Tháo dây lưng ra, em vừa ở nhà em thấy nó chật chật bụng là em tháo ra. Còn nếu mà mình mặc đi đâu ấy thì mình mặc mình đeo dây lưng được. Đấy, như em ở nhà em mặc bộ từ sáng thì là em cứ để thế suông suông thế. Dễ chịu. Quần sóc này chất của nó bao phê các chị mình ạ. Chất nó đẹp dã man luôn ý. Đấy, mặc ở nhà dễ chịu, mặc đi đâu cũng rất là sang luôn. Các chị comment đúng má nhá, quần em có màu đen chị nhá. Quần có cả màu đen, màu trắng và màu đỏ. Sao chị lấy áo này mấy hôm rồi mà không thấy? Em ơi là nào? Chắc chị đặt áo gì đấy? Áo phông xịn chữ này em gửi rồi mà. À cái đơn đấy là chị nhận được cái nào chưa? Chắc là nó vào vài ngày nghỉ lễ rồi. Ngày nghỉ lễ là họ chưa kịp giao đâu chị nhá. Ngày nghỉ lễ thì hôm nay mới
mình bắt đầu đi làm. Các chị chấm vào bài và chia sẻ like giúp em với nhá. Cho em xin mỗi chị mình 1-2 lượt chia sẻ và chấm vào bài hộ em với ạ. Con này các chị mình lên cho em là phông xịn chữ và kèm số điện thoại em nhận đơn 250.000 đồng. Đấy, quần sóc thì em có quần sóc xịn này, là một quần đen này, màu trắng này và màu đỏ, cả kèm dây đai liền cho các chị mình. Đấy, nó sẽ có cùng mã xịn, nó có mã này nữa này, mã xịn, mẫu này cũng đẹp ơi là đẹp luôn. Đấy, phông xịn cho em là phông xịn có hình, hình thêu. Đấy, có hình thêu ở bên cạnh như này. Đấy, các chị lấy mã này của nó là 250. Vòng tay không biết để đâu rồi nhỉ. Thôi kệ nó đi, không cần đeo nữa. Mẹ cụ đang bán hàng, đang bán hàng qua màn hình như này là an toàn nhất đấy. Không phải lo đến cửa hàng mua đồ, không lo dịch. Không lo dịch đâu. Còn bắt bịt khẩu trang live stream. Đấy, là còn bịt khẩu trang live stream nữa đi. Đây nhá, còn mã này nữa này các chị này. Chị chưa nhận được đúng không? Rồi, hôm nay nhận được chị nhá. Sang mã này cho em đi, chị sang luôn con này màu 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 gì nhỉ? Màu đen của mã này luôn đi. Mã phông xịn này thì em đang có hai màu nhá các chị nhá. Hai mã và hai màu. Đấy, các chị lấy mã xịn này mà là lấy màu trắng được, lấy màu đen. Đấy, nốt mã này em lên váy bây giờ các chị ơi. Chia sẻ like chấm vào bài hộ em mới nhá. Xinh ơi là xinh luôn, các chị mặc ở nhà này cho em mát lắm mà rộng rãi thoải mái. Phông của nó là phông suông, con này 67 cân đổ lại chốt phông cho em. 67 cân đổ lại chốt phông được nhá. Chờ em một tẹo teo lên luôn ạ, nhá. Phông xịn và sóc xịn giúp em. Đẹp lắm. Các chị mình chia sẻ hộ em với nhá, cho em xin mỗi chị 1-2 lượt chia sẻ với ạ. Đấy, rồi xong bỏ ra ngoài chưa ăn bây giờ đâu. Một tí nữa đi, nó chật chật xong quệt cả súp và áo bây giờ đây này. Bỏ ra ngoài bàn kia kìa. Đây nhá các chị ơi. Đây có mã này nữa này. Đấy, nếu các chị thích mặc rộng rãi mà kiểu như là form suông, các chị mặc con này cho em. Đấy, thoải mái lắm. Những mẫu này em để lại hết để mặc đấy ạ. Mã này cho em đang là phông xịn và kèm với hình thêu như này nhá. Tí các chị lấy hình nào các chị comment hình đấy, các chị bảo các bạn đấy. Đấy, chị lấy cái phông xịn. Chất thì không phải lo gì, nó mát lạnh luôn nhá. Hello chị Phạm Khuyến nhá, chị Nguyễn Thêm chào chị. Chào, em chào chị. Chị Đinh Thị Kim Xuyến ạ. Chị Vũ Thị Là chờ em một tí nhá, lên váy đúng không? Chờ em tí đã, cho các chị vào đông đông một chút đấy nhá. Đây ạ, chất của nó thì không phải lo gì rồi. Mặc lên người cực kỳ thoải mái và mát nhá. Lên mã hàng cho em đang là phông xịn và kèm số điện thoại. Đấy, phông xịn và hình cô gái như này nhá. Hình cô gái thêu hai mã. Hình phông chữ hoặc là các chị lên phông chữ hoặc là lên hình thêu. Còn kẹo giảm cân chị ơi, thuốc giảm cân nghe nó nặng nề quá. Kẹo giảm cân đi. Thuốc cái gì mà thuốc. Ăn kẹo cho nó nhẹ nhàng. Kẹo giảm cân kèm số điện thoại cho em. 500 một hộp ạ. À. Ở đâu của ta một viên nữa rồi. Thế nào ăn được không? Hôm qua chị để lại 2 viên cơ mà, còn 2 viên mà hôm nay còn 1 viên. 500 một hộp 15 viên chị nhá. 500 một hộp 15 viên ạ. À. Mỗi hộp này các chị nào xuống ít nhất cũng là từ bao nhiêu nhỉ? 3 cân. Đấy, 2 cân rưỡi đến 3 cân một hộp kẹo giảm cân. Đấy, rất là nhẹ nhàng, an toàn và hiệu quả luôn ạ. À. Kẹo giảm cân ạ. À. Phong em đang mặc 250 đấy chị ơi. 250.000. 250. Kẹo giảm cân đây các chị mình này. Mỗi một sáng một viên thôi. Một liệu trình của nó 15 viên. Các chị xuống ít nhất là từ 2 cân rưỡi đến 3 cân trong 15 ngày. Chị nào nhiều nữa xuống tầm 5 cân, 4 cân tùy cơ địa. Lá rong nho này, lá chè xanh này, khổ qua này, lá chè vàng này, nấm linh chi ạ. Đấy, và sâm đất. Rất là an toàn và hiệu quả. Đối tượng không sử dụng được này. Trẻ em gọi là dưới 16 tuổi này, phụ nữ có thai này, phụ nữ đang cho con bú dưới 3 tháng tuổi này. Đấy, người có tiểu sử bị tiểu đường và huyết áp, kiểu như là gì nhỉ, tim mạch, quên. Tim mạch là không dùng được, còn đâu là tất cả các chị đều dùng được. Ok, 500 một hộp, các chị cứ lên mã cho em là kẹo giảm cân kèm số điện thoại nhé. An toàn và hiệu quả, bản thân em cũng đang sử dụng. Đấy,
Ok, em lên váy đằng sau nhá. Các chị chấm vào bài và chia sẻ của em nhá. Chuột tha mất kẹo rồi. Khổ thân không ạ? Ship cho em một hộp với chị Nguyễn Têm. Ok, sóc đang mặc 32. Chị ơi sướng lắm. Chị Hồng An, em chào chị nhá. Chào chị Hồng An. Cái dây lưng ở trên bàn của chị đâu nhỉ? Trên trên bàn ấy. Lại đứa nào ăn trộm nốt cái dây lưng của tao à? Chắc lại chuột công nốt. Khổ thật. Rơi người kìa. Rơi người nhặt lên đây chị cái. Cái này vừa nãy em ở nhà em mặc ở nhà, đâm ra là em không mặc dây lưng để cho nó dễ chịu. Cái quần này các chị sơ vin được ạ. À, đẹp ạ, à, sang ạ, à, áo sơ vin được, thả buông được chị ơi. Phong người comment của em đang là Phong xịn nhá, hàng Quảng Châu cao cấp đấy ạ. À. Chỉ có 250.000 thôi. Mã này các chị không lấy thì rất là tiếc. Đấy, nó vừa đẹp vừa mát và gì nhỉ? Thoải mái nữa, nó rất là thoải mái luôn. Shop này các chị comment cho em đang là Phong xịn và kèm số điện thoại nhá. 320.000 đồng. Mẫu này em vừa về thêm, em vừa đăng bài lên đấy. Đấy, em vừa đăng bài lên trang đấy. Nhà mình lên mã váy ở canh mặc đi. À, hôm nay có mã ấy đấy. Kẹo giảm cân, chị muốn tăng cân. Nhà em không có cái đối tượng muốn tăng cân ở đây nhá. Chỉ có đối tượng là muốn giảm cân thôi. Chị Thu à, nhà em nhà chỉ có chứ các chị là muốn giảm cân thôi. Gì nhở, nhà mình có cái mẫu áo kia vừa về đấy. Cái áo giữa kìa, ờ, lấy chân váy đi. Chân váy xòe với lại cái chân váy ấy. Đẹp lắm, chân váy 1, chân váy 2 ấy. Lên mã cho em đây là Phong xịn và kèm với hình thêu nhá. Hình thêu cô gái bên cạnh này. Chất nó xịn sò lắm, các chị nhìn em mặc cái áo là các chị biết nó xịn rồi. Thả buông này cho em cho nó mát. Đấy, mã hàng kèm số điện thoại giúp em nhá. Quần này có cả màu đen chị ơi, quần lên là quần xịn và kèm số điện thoại cho em. À, sóc xịn. Kèm cả dây tang ạ. Nó là chất tô của hàng Quảng Châu đấy, nó co giãn như này. Quần thì cứ từ 40 cân đến khoảng 65 cân. À quên, 62 cân. 61, 62 tùy chiều cao các chị mặc vừa. 61, 62 tùy chiều cao. Đẹp lắm. Chất của nó xịn, mặc nó sướng ạ. Chốt rồi chị Nguyễn Thêm ơi. Chốt rồi, tí nữa gửi luôn. Kẹo giảm cân kèm số điện thoại cho em. Các chị đẹp nhá, lên đúng cú va và kèm số điện thoại em nhận đơn. Nó rất là an toàn với hiệu quả. Nói chung là em khoảng tầm hơn chục ngày nay đã em không phải ăn kẹo nữa rồi. Người em bây giờ là gọn gọn vừa vừa đấy. Bây giờ em chỉ giữ cân như này thôi. Đấy, giữ cân. Sao em đang tụt huyết áp rồi lại còn ăn làm gì? Hả? Hai hộp kẹo mà 7 hôm giảm 4 cân, hơi nhiều em ơi. 7 ngày mà em xuống tận 4 cân thì em cách nhật giao chị cái. Hống hơi nhiều. Chị Trung Đào em xin chào, chị ngắt lên em chào chị nhá. Cái áo của Vũ Huế mới lại cái ấy gửi cho bạn ấy chưa nhở? Cái áo vông vàng ấy. Thì như là kẹo giảm cân có nhưng không biết một hộp hay mấy hộp hay hai hộp hay như nào. Ờ, 68 cân sướng đúng không? Giảm từ từ thôi. Chết rồi, à chết nhăn răng này chết. Alo chị Dung Ngô. Chị Dung Ngô nhận được hàng chưa chị ơi? Chị thân tí em xin chào. Cái gì? Lấy cái gì? Đây ở trong tủ ấy, bán hàng đi, tập trung chuyên môn nào. Mã hàng kèm số điện thoại, đẩy mẫu nhanh nhanh của em tí cho nhưng đỡ lâu. Em đang nói để câu giờ. Con này là mã gì nhỉ? Và váy quần áo nhà Lan Hương này ok lắm mọi người ạ. Ok, cảm ơn các chị, có mã áo này vừa về này. Phong xịn màu trắng, chị Khiêm mặc sướng chị ơi. Chị Mây Vân em xin chào ạ. Lan ơi, mình vẫn chưa nhận được váy à. Thế này từ từ chờ tí ạ. Phong xịn hình cô gái, chị Oanh Trường đẹp ạ, ok ạ. Vậy mới phải tiêm. Mẹ cụ. Từ từ thôi, không phải vội vàng như thế đâu. Quần đỏ Lan mặc 62 cân vừa chị ơi. 40, 62 cân vừa, chốt con quần này đi. Em mới thật là không sướng, không phải trả tiền đâu. Đấy. Cái áo này mặc đẹp nữa này, thoải mái này. Cái quần của em thì nó là xịn sò. Đây các chị nhìn thô của em, chất nó dày mà nó lại giãn như này. Mặc cực kỳ sướng luôn. Em nhận được kẹo rồi. Đặt tiếp hai hộp nữa à? Đặt tiếp hai hộp chắc có làng xóm đúng không? Làng xóm bạn bè là thấy gầy đi rồi là nhờ đặt đúng không? Cố gắng lên cho xinh, nỗ lực lên các chị ạ. Béo gì đó là còn
mệt mỏi này, còn bệnh tật ý. Đấy chứ không phải là béo khỏe được đâu. Béo nhiều lúc là ì ạch, lười vận động. Đây em Lan 10 ngày nay là mấy ngày nay đi ăn họp lớp rồi ăn các kiểu là người vẫn eo xinh. Là vì là nó đào thải mỡ. Thì mình gọi là mình ăn uống lại nhưng mà nó cũng khó để tăng cân trở lại đấy ạ. À, chị ăn được 6 cái kẹo. Chị chưa cân nhưng thấy bụng nhỏ đi, chuẩn ạ. À, bụng nhỏ đi là được chị nhá. Cân không quá quan trọng nhưng quan trọng là mình nhẹ người đi là được. Nguyên cái chỗ mỡ của các chị mà giảm được 3 cân là cái chỗ mỡ bụng hết luôn đấy. Phong xịn bao tiền? 250 thôi chị mình ơi. Em để lại nó thật là mỗi cái màu hai cái đấy ạ. Hai đen hai trắng luôn. À quên, một đen một trắng của bùa hai màu là 4 cái luôn ấy. Cái con chữ vừa trước nữa. Chết nó mát lắm. Quần này có cả màu đen ạ. À. À, cái phong này 65-67 cân đổ lại thoải mái. Phong này của em 67-68 cân mặc béo không bị lộ khuyết điểm này. Vừa suông vừa mát vừa sướng ạ. À. 60 cân thì thoải mái đẹp. Áo 60 cân thì quá đẹp luôn. 65-66 cân em bao đẹp luôn, hai màu đấy ạ. Màu đen đâu ở nhở? Chị. Đen với trắng. Các chị chốt con này đi, em nói thật là nó sướng lắm. Nó mát nữa ấy. Đấy, chất nó mát mới nó xuống. Quyết tâm sinh bằng chị à, canh tị à, ok. Đấy, muốn tất cả các chị sinh. Chị uống cà phê đen có ảnh hưởng gì không? Không ạ. À. Chị uống kẹo giảm cân, ăn kẹo giảm cân này, chị vẫn ăn uống bình thường những cái đồ ăn chị hay ăn đấy thôi. Kẹo là 500 một hộp chị ơi. Kẹo 500 một hộp 15 viên. Cà phê nó có ảnh hưởng gì đâu chị. Đồ ăn nó không ảnh hưởng gì. Cái đồ ngọt, đồ mỡ thì mình ăn ít đi một tí thôi chị ơi. Đây mặc lại màu đen chị nhìn nhá, hai màu. Đây này, xịn lắm, phông xịn cho em. Phông xịn cho em và kèm số điện thoại nhá. 65 cân giảm đi chị Ngọc ơi. Quần thích quần 65 cân thì ăn kẹo giảm cân nhà em một hộp là mặc được quần luôn. Xuống luôn 3 cân bây giờ. Đấy, pho máu các chị sơ vin được, các chị thả buông cho em. Nó mát cực kỳ luôn, chất nó sướng luôn nha. Đấy, phông xịn và kèm với gì nhỉ, màu nhá. 6-7 cân đổ lại em chốt đơn phông xịn. Quần thì 40-65. À quên, bộ quần 40-62. Xót xịn cho em kèm số điện thoại. Màu đỏ này, màu trắng này, màu đen này. Phông thì em chỉ có trắng với đen thôi. Nó quá đẹp luôn nha. 250 một áo phông xịn cho em kèm số điện thoại nhá. Em sẽ qua một cái mẫu áo vừa mới về, lấy màu đỏ sang đấy thôi chị rồi ạ. À? Ok ạ, à, chị Tân Trần em chào chị nhá. Giảm cân đi ạ. À. Mã áo đây vừa mới về đấy ạ. À. Em đánh mã áo chưa? A12. Con này A12 à? Chờ em báo giá nhá, em chưa có giá đây này. Đứng đây cho các chị ngắm. Đẹp lắm chị ơi. Con này quá đẹp luôn. Quá xịn giò luôn. Hộp giảm được mấy ký? 3 đến 5 cân tùy cơ địa chị ơi. Ít nhất là từ 2 cân rưỡi một hộp. Xuống từ 2 cân rưỡi 3 cân tùy cơ địa của các chị. Chết rồi, bà để đi để lấy cái con quần xịn sò đúng chất của nó đi. Giữ khai quật được. Ở đây rồi. Em chịu khó sắm lắm lệnh mà cứ lười lười cái gì hay mặc thì mặc thôi. Đấy cái áo con áo lót tháo kẹo dây buộc dây chị. Cao. Chị Thu Hà Cam cho đơn nhá. Ok chị nhá. Kẹo giảm cân ạ. À. Có ạ. Đẹp quá các chị mình ơi, đây. Đẹp. Đây. Sò con bò chưa? Bắt cái dây từ bên nọ sang bên kia đúng không? Kéo căng vừa tầm thôi. Thì nó không bị căng cái dây quá. Áo sơ mi em vừa mới về xong. Áo sơ mi có quần vải không? Có chứ. Có quần vải bây giờ lên luôn. Có quần vải bây giờ lên luôn nhá. Các chị ơi, mẫu áo sơ mi này 3 màu đúng không? 3 màu em vừa mới về hàng xong. Con này là mã bao nhiêu? A12. A12 kèm số điện thoại. Kẹo giảm cân. Ăn trong bao nhiêu ngày một hộp? 15 ngày một hộp à? 15 ngày 15 viên chị ơi. Đấy, hóng áo dài thử. Cái gì phát à? Thử mới một phát là thử một phát lên cái gì? Phát lọ gì không hiểu. Các chị ơi chốt mã này cho em. Con này là màu đỏ đô sáng nhá, không phải màu đỏ cờ nhá. Chất mát và đẹp ạ. À. Mã này em tặng các chị mình là 100
bao tiền mà áo nhỉ? Cái điện thoại mẹ đâu Út ơi? Đấy, màu hồng ruốc này, màu vàng này và màu đỏ ạ. Mã sơ mi em vừa về 63 cân đổ lại em chốt sơ mi. Kẹo giảm cân 500 một hộp 10 viên chị nhá, xuống từ 3-5 cân một hộp ạ. Đang bảo sơ không bán cả đồ nam á, không có nhu cầu à, không tư vấn được. Cho Cương lên làm đồ mẫu nam à? 500 một hộp 15 viên chị ơi. 500 một hộp kẹo giảm cân 15 viên ạ. Xuống từ 2 cân rưỡi 3 cân đến 5 cân tùy cơ đi ạ. Chị nào cũng giảm ạ. Áo này bao nhiêu tiền em? Chờ tí chị Nguyễn hợp nhá. Chờ tí em báo giá giờ ạ. Tặng các chị mã này nhá. Tặng các chị mã áo sơ mi nhá. Hàng đẹp xịn sò luôn nhá. 150.000 đồng một áo. Mã này em vừa về xong. Chất thì em bao xịn sò cho các chị đẹp. Chân à, mẫu này các chị mặc được với chân váy, mặc với quần vải. Thì ạ, mặc với chân váy xòe, chân váy ôm như em Lan đang mặc đều ok. Chân này thì là chân 200.000. Còn áo của em Lan, các chị comment của em Lan là áo gì nhỉ? A12 kèm số điện thoại em nhận đơn. Tặng các chị mình 150.000 đồng. 150.000 đồng size từ 40 đến 63 cân. 40 đến 63 cân chốt cho em áo A13 và kèm số điện A12 kèm số điện thoại. A12 và kèm số điện thoại ạ. Chất mềm và mát ạ. Cổ nó sẽ là cổ chui như này rồi nhá. Đấy, đẹp lắm chị ơi. Dễ mặc ạ. Con này áo co giãn, chân váy co giãn ạ. Đấy. Các chị nào cũng giảm luôn đấy ạ. Các chị nào cũng giảm. Không có chị nào là không giảm cả. Chị nào giảm ít thì là một hộp xuống 2 cân rưỡi đến 3 cân. Đấy, còn chị nào nhiều nữa thì 4 đến 5 cân tùy cơ địa các chị nhá. Rất là dễ luôn. Mã này các chị comment hộ em áo gì nhỉ? A12. A12 kèm số điện thoại em nhận đơn. Chân váy của nó sẽ là chân bút chì co giãn này. Áo này em bán rời là 150. Đấy, bây giờ em mới lên ạ. Bây giờ em mới lên, em vừa vào nha các chị nhá. Lên đúng mã cho em màu đỏ này, là đỏ kiểu như là nó là đỏ đô sáng đấy ạ. Đấy, mà đỏ tươi, như là màu đỏ tươi đậm. Tươi đậm màu, không phải tươi cỏ. Chất đẹp chị ơi, mát sướng ạ. Chốt đơn không phải nghĩ đến chất đâu chị ơi. Quan trọng là các chị mình thích đã. Đấy, mã hàng chị sơ vin cái áo của chị không đẹp. Bởi vì chị kéo cao quá, cái nhất hai là bị xô đấy. A12 kèm số điện thoại chị Hồng Linh ok. Mẫu này màu đỏ không đẹp được bằng ở ngoài đâu chị ơi. Lên like mà xem à, giờ ở ngoài mà xem. Cho người béo không béo là bao nhiêu cân ạ? Béo là bao nhiêu cân? Đây các chị này. Cái gì nhỉ? Chân váy nó co giãn nhưng nó lại ôm form. Áo của nó thì quá đẹp rồi. Đấy. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Chân váy thì các chị comment của em là chân váy 2. Chân váy thì em chốt đơn từ 40 đến 66 cân. Áo thì em chốt từ 40 đến 63. Áo thì từ 40 đến 63, comment của em là áo A12 và kèm số điện thoại 150.000 đồng. 3 màu các chị nhé. Đỏ này quá đẹp luôn, màu vàng, màu hồng. Hồng của nó là dạng như hồng nút ý. Rất là dễ mặc, nhẹ nhàng và đẹp. Chân váy này các chị có thể di chuyển được cái tang như này nhá. Đấy, các chị để giữa này, các chị để lệch này. Và nó co giãn 4 chiều cho các chị. Rất là dễ chịu luôn. Béo cũng không bị lộ khuyết điểm. Đây em còn chưa cả mặc quần ghen ạ. Đấy, đêm chưa mặc quần ghen luôn ấy, mà nó không bị lòi cái chỗ bụng của mình lên ấy. Với cái chất của nó rất là ôm. Đấy, ôm mà không bị lộ khuyết điểm nhiều. Mã hàng kèm số điện thoại ạ, 150.000 đồng. Chị lên nốt thử màu hồng cho các chị nhìn đi. Đấy, mẫu này thì em đang về có đỏ đủ. Tư vấn cho chị kẹo giảm cân gì đấy. Kẹo giảm cân có dễ ăn không em? Có phải không phải ăn kiêng nhiều ạ? Các chị cứ ăn để các chị biết. Không phải ăn kiêng nhiều ạ, mỗi sáng các chị ạ. À, nào bị dạ dày thì à, ăn à, sáng xong 30 phút thì mình ăn một viên. Còn chị nào không bị dạ dày thì cứ sáng ra là ăn một viên thôi. Kẹo giảm cân thì nó rất là lành tính này các chị này. Bởi vì bản thân em cũng vừa trải qua một liệu trình rồi. Một hộp rồi, không phải là một liệu trình đâu. Bởi vì em dùng có một hộp thôi. Vì em xuống ít cân.
Đây ạ, lá rong nho này, lá chè xanh này, lá sen này, khổ qua này, chè vàng này, nấm linh chi này, sâm đất ạ. Đối tượng các chị sử dụng và không sử dụng được là trẻ em dưới 16 tuổi này, phụ nữ đang cho con bú dưới gì nhỉ? 3 tháng tuổi này. Phụ nữ đang mang thai này. Đấy, người có tiểu sử bị tiểu đường và như là tim mạch thì không dùng được. Còn đâu thì là tất cả các chị dùng được, đều dùng được. Mỗi một hộp này là nó sẽ có 15 viên, nó dạng thơm thơm ngọt ngọt như là lương khô ấy các chị nhá. Thơm thơm và ngọt ngọt như lương khô, rất là dễ ăn. Đấy, các chị ăn này vào thì nó gọi là giảm ham muốn thèm ăn này. Lượng thức ăn của mình đưa vào người nó sẽ ít hơn này. Và gì nhỉ? Kích thích uống nước. Các chị uống nhiều nước thì nó sẽ gì ạ? Đi tiểu thì nó sẽ đào thải mỡ qua đường nước tiểu. Rất là dễ luôn. Đấy, rất là dễ xuống cân và chị nào cũng xuống. Vì cái dòng này em đang bán rất là nhiều. Vì bản thân em cũng vừa sử dụng xong. Đặc biệt là những chị bị béo bụng nhá. Béo bụng ấy, các chị dùng cái này nhanh cực. Mỗi một sáng này một viên thôi. Một ngày ăn một viên thôi, không ăn hai viên nhá. Một hộp này nó sẽ là 500.000. Một hộp sẽ là 515 viên ạ. 15 ngày thì chị nào xuống ít nhất cũng phải là 2 cân rưỡi đến 3 cân. Chị nào nhiều nữa thì 4 cân và 5 cân. Như em thì em xuống được 3 cân rưỡi một hộp. Như em ấy, em uống ăn đúng một hộp thôi. Bởi vì là em cũng vừa, em không béo lắm. Lúc trước là em hơn 54 cân một tí. Thì bây giờ em ăn này thì gọi là xuống ăn một hộp là đủ rồi. Còn chị nào giảm nhiều hơn nữa thì ăn hộp em 2 hộp nhá. Các chị nhá. Đấy, 500 một hộp. Các chị cứ lên mã là kẹo giảm cân kèm số điện thoại. 68 cân thì có nhiều mẫu mà các chị ơi. Wow, cái màu hồng nút này đẹp quá luôn. Đấy, con này kéo căng căng dây cũng được mà. Đấy, kéo như thế. Đẹp lắm. Mã hàng này cho em là áo gì nhỉ? A12 nhá. Em tặng các chị em nhà mình 150.000 đồng. Size tầm 6A cân đổ lại em nhận đơn ạ. Áo lan mặc có màu gì ạ? Đây chị ơi, 3 màu. 150.000 đồng. 150.000 đồng. Lên mã hàng là A12 kèm số điện thoại giúp em. Màu vàng lên like cũng bị hơi tươi ạ. Ngoài tươi đậm đấy ạ. Đỏ kia là vàng đậm. Ở ngoài con đỏ này cũng là đỏ đậm. Lên like nó cứ bị kiểu như là tươi tươi ấy. Thế thành ra là các chị nhìn màu nó không được chuẩn, nó không được đẹp bằng ngoài đâu. Đấy, màu hồng. Hồng này của nó là hồng nút nhá. Các chị mặc với chân váy ôm như em đang mặc được ạ. Mặc với chân váy xòe đều ok này. Mặc với quần vải đẹp chị ơi. Mặc với quần vải đẹp. Chị lên thử cái con chân này nó đang bị. Một con chân nó bị ấy, quặp cùng nhau gì. Thử lên với chân váy xòe lên luôn. Chân váy xòe rất là đẹp, dễ mặc ạ. Các chị nào không thích ôm, các chị mặc xòe ha cho em. Đấy. Chân này nó co giãn chị ơi. Chân này em lan bao sướng. 68 cân để phải chọn, chờ em tí nhá. Ưng mẫu nào mình chọn mẫu đấy ạ. Áo thì áo A12 150.000 đồng. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Mã hàng kèm số điện thoại. Còn áo phông xịn sò không lan. Còn xịn sò con bò đây. Xịn sò hay là chị muốn con bò? Chị muốn xịn sò hay chị muốn xịn sò hay chị muốn con bò? Đây ạ, form áo nó vừa tầm ạ. Lên mẫu đi ở đây nhá chị nhá. Này, đẹp không? Form áo nó quá đẹp luôn. Nếu các chị không sơ vin ấy, các chị thả buông này cho em đối với quần. Thì các chị nhìn form áo cho em này. Mã áo này cho em là mã áo A12 kèm số điện thoại nhá. Sơ mi này các chị công sở đi làm cho em bao đẹp ạ. Đây ạ, màu hồng này của chị Lý là hồng hồng nút ấy. Nó rất là đẹp, dễ mặc, trẻ mặc được, trung mặc xinh. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em. Em đang mặc là A15 của màu đỏ đậm mà đẹp nhá. A12. A12, chân váy suông. Xòe bao nhiêu? Xòe là 160.000. Nên chân váy 1 cho em nhé. Chân váy 1, em đang là chân váy 2 nhá. Chân váy 1 là 160, size từ 40-66. Em lan thì 40-66 và 200.000. Đây ạ, áo các chị nhìn này. Lên rất là dễ luôn, dễ mặc. Đấy, các chị chốt đơn thì lên đúng mã. Màu đỏ này ngoài đẹp nhỉ. Lên like bực thế chứ. Các chị lên mã này cho em là A12. Áo em đang mặc các chị nhé. A12 150.000 đồng. 150.000 đồng nên cho em mặc áo A12 đấy ạ. Màu vàng này, màu đỏ và màu hồng các chị nhé. Lên mặc áo A12 cho em. Và chân váy em đang mặc là chân váy 1 các chị nhé. Chân váy 1 160.000 đồng. Có size cho các chị 65-66 cân đổ lại. Chân váy 1 hàng bon 2 lớp các chị nhé. Đẹp. Phong có mấy màu. Đây, phong các chị lên chân váy cho em đẹp luôn đúng không? Phong lên chân váy này đẹp luôn. Quần sóc ok. Đấy, em qua mã áo luôn nhé các chị nhé.
chốt đơn thì lên mã áo cho em chính giáp màu và mã nhá. Màu kèm mã áo thì em sẽ có màu này. Hôm nay đứa nào lấy của bầm đi một con xanh đi rồi. Đấy, xanh còn lờ ở dưới thôi. Rồi ok. Đây ạ, các chị ơi đẹp lắm, phông xịn sò đây, chị nào hỏi ạ. Mặc với chân váy đẹp ạ, mặc với quần vải đẹp luôn. Phông này thì cứ từ 6-7 cân đổ lại em nhận đơn. 190.000 đồng một áo, có 3 màu, 4 màu, 5 màu. Hết vàng, đang tạm thời hết vàng nhá. Chị sang con này luôn đi, để mã phông này cho các chị chạy mã luôn. Mẫu này chân váy luôn chị ơi. Mã này cho em là gì nhở? Phông xịn sò kèm số điện thoại em nhận đơn. Phông xịn sò và kèm số điện thoại chỉ có 190.000. Đấy, 190.000 đồng. Size 65-67 cân, các chị mặc với quần vải này, với chân váy này, chân váy ôm, chân váy xòe, các chị đi làm đều được. Quần sóc thì đi chơi, còn chân váy thì mình có thể mặc đi làm, đi đám cưới, mặc rất là đẹp. Đấy, vải trẻ ạ, quần bò mặc ok ạ. Phông này từ 6-7 cân đổ lại em nhận đơn nhá. 6-7 cân đổ lại em nhận đơn ạ. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em. Alo. Vâng. Cái gì hả chị? Ý chị muốn hỏi như nào chị? Em ơi, tư vấn cho khách cho chị đi. Con xanh size M có ạ. Xanh có ạ. Mã hàng xanh ngay và luôn, mà màu đen thì đang màu xanh hình như đang hết nhá. Rồi ạ, phông xịn sò kèm số điện thoại cho em. Xịn sò kèm rồi, kèm số điện thoại. Chị ơi chuyển mẫu đấy vào trong kia. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Phông xịn sò nhá. Đen, đỏ, trắng, xanh, thiếu mỗi vàng thôi. Mã này em đang thiếu vàng. 66 cân đổ lại lên phông xịn sò cho em 190.000. Đây form áo em thả buông các chị xem. Đấy. Đấy. Đẹp lắm luôn. Dễ mặc ạ, form ôm nhưng mà là ôm suông. Đấy, form suông. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Em cũng đang tư vấn cho một người được, nên là các chị mình thông cảm nha. Em chạy mã, các chị ưng mẫu nào các chị chốt mẫu đấy hộ em. Tí nữa đến mã nào có size của mình. Đấy, em đi chạy theo một người, xong đến lúc mà tư vấn xong lại bảo em không thích mới để em xem đã, là nó rất là mất thời gian. Thế mình thông cảm mỗi em cái nhá. Các chị lên mã này cho em là phông xịn sò cho em nhé các chị nhá, 190.000 đồng. Em có 4 màu này, em có màu đỏ này, màu đen, màu trắng và màu xanh đấy chị nhá. 190.000 đồng. Và xịn sò kèm số điện thoại cho em với nhá các chị ơi. 190 chất không phải nghĩ gì đâu ạ. Và lên chân váy 1 cho em đây ạ. Chân váy 1 của em là 160.000 đồng. Có size cho các chị 65-66 cân đổ lại các chị nhá. Chân váy 1 ạ. Chân váy 1 160.000 chị Ngọc Ngọc ơi. Lên chân váy 1 cho em nhá. Chân váy chị Lý đang mặc thì là chân váy 1 160 ạ. Đây này các chị ơi. Phông ạ. Các chị mặc như này cho em, chất của nó mát, nó sướng vô cùng. Thoải mái ạ. Đấy, em đang tiện chân váy em mặc luôn với chân váy. Các chị thích quần sóc các chị mặc quần sóc. Quần bò mặc quần bò luôn cho em đẹp. Mã phông cho em đang là phông xịn sò kèm số điện thoại 190 ạ. Chất như gì nhỉ? Mỏng nhẹ vừa, mát ạ, đanh chất đẹp ạ. Đấy, mặc quần sóc và quần bò chân váy đều ok. 40-66 cân. 40-66-67 cân ok, chốt phông xịn sò cho em. Chân váy 1 của chị Lý là 160 chị nhá. 40-66 cân đẹp ạ, này phông này. Đẹp không? Chất nó đanh, nó mát lắm chị ạ. Mặc lên người em thề là không thích mặc cái gì nữa đấy. Đấy, không thích mặc cái gì luôn. Bởi vì là nó dễ chịu. Cái thời tiết mà nóng nóng kiểu khó chịu ấy. Nhiều lúc mà mặc áo phông rất là thích luôn. Đấy, chưa bao giờ mà em Lan bán áo phông đâu. Nhưng đợt này áo phông nó đẹp quá. Đấy, nhân viên bảo sao năm nay chị lại bán áo phông. Mỗi năm không bán đâu, nhưng năm nay áo phông nó đẹp quá. Đẹp và nó lại trẻ nữa chị ạ. Dễ mặc với mọi người ấy ạ. Đấy, nó không kén người. Đây, mã phông xịn sò cho em Lan bây giờ chỉ đang thiếu màu vàng, mai nó sẽ bù vàng. Đấy, mai nó sẽ bù vàng nhưng bây giờ nó đang hết cả mẫu luôn rồi. Xịn sò kèm số điện thoại giúp em nhá. Đấy, mà nó kiểu như là nó ôm nhưng nó không ôm quá. Nó vẫn là dạng suông nhưng mà là suông kiểu như là gọi là suông ôm đấy, kiểu thế. Chứ nó không phải là ôm tịt vào, không kiểu như là ôm body ấy. Body sẽ khó hơn. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em. Đây ạ. Màu xanh này lạ đẹp này, 66-67 cân chốt đơn nhá. 66-67 cân chốt đơn giúp em.
phông xịn sò kèm số điện thoại 190.000 đồng. 190.000. Đây mã này cũng đẹp. Mã này cũng đang bị đấy, thiếu vàng. Chị Trang Vũ lấy cái gì đấy chị ơi? Lên chốt đơn lên đúng mã đi nhá. Đấy. Con này màu đen này, màu đỏ này, màu màu trắng. Trắng hết hết trắng, chỉ còn xanh. Còn xanh con này lên áo này cũng đẹp này, em lên luôn mã con bò này các chị mình nhìn nhá. Chị lấy mặc màu này đi. Đấy, em lên mã con bò này cũng đẹp này. Đúng mã hàng em đang mặc là xịn sò nhá. Còn tay em đang cầm là con bò. Con bò kèm số điện thoại 200.000 một áo. 200.000. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em, ok em qua mã luôn ạ. Các chị mình chấm vào bài và chia sẻ like hộ em ạ. Em đang tiện cái gì em mặc cái đấy luôn nhá. Em đang tiện chân váy để mặc chân váy, tiện quần vải em mặc quần vải, và tiện quần sóc em mặc quần sóc luôn. Cho các chị mình cho nhanh. Đấy. Có bộ lửng đẹp ạ, chuẩn bị có ạ. Chuẩn bị có chị nhá. Dễ mặc lắm, nếu mà cơ quan các chị mặc đi làm như này cho em đẹp mà trẻ trung. Đấy, đẹp và trẻ trung. Các chị lên mã này cho em là áo con bò cho em nhé các chị nhé. 190.000 đồng. 200 à, 200, mã này 200 triệu. Lên mã này cho em là con bò các chị nhé. Cái này con đẹp. 200.000 đồng. Mẫu đấy cũng đến 65 cân rồi lại. Màu xanh đẹp. Sovin chân máy xinh mà. Cái form đẹp ấy. Form nó đẹp ấy. Form đẹp nên mặc đẹp. Mặc phong thì rất là trẻ luôn. Đẹp và chất đẹp. Rồi, xinh lắm luôn đấy, đúng không ạ? Các chị cứ bảo em mặc quần sóc. Thực ra không cần quần sóc cũng xinh. Đây, có cả màu vàng nhá các chị nhá. Mã này có cả vàng. Đây ạ, mặc đầy trẻ nhỉ. Phong này là con men của em đang là con bò kèm số điện thoại nhá. Đây, em đang mặc con bò. Xịn sò màu xanh rồi chị Thủy, ok. Lên cho em mã hàng kèm số điện thoại ạ. Đẹp không các chị ơi? Chân váy lên xinh, không cần gì phải mặc quần. Là chân váy ngắn quá các chị lại sợ hở đúng không? Đấy, nhiều chị là sợ trẻ quá không mặc được. Mặc những mã này trẻ mặc được, chung mặc xinh. Các chị ơi, cái cổ này các chị gọi là cổ gì nhở? Các chị ơi, có chị nào biết cái cổ của em đang mặc gọi là cổ gì không? Mà chị nào biết cái cổ gì hộ em, cái cổ này em gọi là cổ gì hả các chị? Đấy, em hỏi thật luôn ấy, là chị nào biết cái cổ của em đang mặc là cổ gì thì comment của em tí. Gọi là cổ này là cổ gì nhỉ? Em cũng không hiểu về mẫu lắm, cho nên nhiều lúc cứ gạo gọi nó đại loại đi ấy. Đấy. Các chị nào biết cái cổ này comment của em đang cái cổ gì ạ? Chân váy chị Lý là 160.000 đấy Quân Tú ơi. 160 comment là chân váy 2 ấy, à chân váy 1 nhá. Chân đấy thì bán số lượng cả nghìn rồi. Con này thì về sau một chút bán quá nhiều luôn. Đấy, các chị biết cái cổ này cổ áo gì thì comment của em với. Em hỏi thật luôn đấy, chị nào biết cổ gì ạ? Mã này cho em là con bò và kèm số điện thoại nhá. Cổ Đức à? Một chị bảo cổ Đức ạ. Cho em xin 10 cái comment của 10 người ạ. Xem là cổ áo của em đang là cổ gì hộ em với. Các chị em hỏi thật luôn đấy, không em đùa đâu. Các chị hộ em cái xem em có nói đúng không? Hay là em bị sai? Cổ Đức đúng không? 2 người. Cổ Đức là 3 người đúng không? 3 người đúng không ạ? Cho em xin 10 cái comment đi ạ. Cho em xin 10 ạ. 4 người là cổ Đức rồi đúng không? Cho em xin 10 cái comment của 10 người ạ. Đấy, các chị comment của em đang xem cổ gì ạ? Ok, 5, 6 người. Ok. Các chị comment giúp em với. Đây chị lên thử em con này màu vàng đi. Cổ 2V. Không ạ, con này không phải cổ 2V đâu. Cổ 2V nó là cái lá cổ 2 lá cổ cơ. Con này không phải cổ 2V rồi ạ. Cổ Đức đúng không ạ? Cổ Đức không có chân đúng không ạ? Nói chung nó là cổ Đức đúng không? Thế mà em ship hàng đến nơi ấy, có chị khách hàng ở Tuyên Quang nhà em ấy, chị bảo là chúng mày là bị làm sao đấy, cái này có phải cổ Đức đâu, nên là không phải cổ Đức chị không lấy. Không phải cổ 2V đâu. Cổ 2V em cho chị mượn cái lá cổ 2V nào. À không, cái áo con 10 ấy, con 10 ấy nó là dạng của 2V đấy. Bởi vì ngày xưa em Lan này, trước khi đi làm trang điểm cô dâu ấy, thì em đã có lúc, có thời điểm là em đi học may được khoảng gần 5 tháng. Gần 5 tháng rồi. Em cũng hiểu sơ sơ về chất này, sơ sơ về cái cổ ạ. Và đầu tiên vào học may ấy, là được cắt cổ tròn và cổ Đức là em có được học rồi. Thế mà mang đến hàng đến thì chị khách hàng ở Tuyên Quang là chị Thu Phạm đúng không? Em chẳng hiểu là chị nghĩ gì luôn ấy. Em thì em cũng chẳng, bây giờ em chẳng, em thề luôn là em cũng không nói láo nữa.
không nói láo nữa, nhưng mà nếu mà chị gọi là không thích mua này, hoặc mình không thích đặt đi thì thôi, không 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 ấy nữa, không đặt nữa, chứ đừng đến nơi chê ỏng chê eo chê cái cổ này không phải là cổ Đức mà nhân viên nhà em, đúng rồi, cái chuẩn cái cổ đấy là cổ hai ve. Chị Thu Phạm ở Tuyên Quang đúng không, phải không, hôm nọ đứa nào trợ giúp mà chị bảo Nhung trợ giúp à, mà bảo là vẫn cố cãi với nhân viên nhà em, bảo là chúng mày tao mua cái áo cổ Đức mà mày gửi không phải cổ Đức. Bà chị ơi, cái đấy là cổ Đức chuẩn mà, chúng mày bị làm sao đấy, cái cổ này làm gì mà phải cổ Đức đấy. Cho nên em mới muốn lên live em hỏi các chị là xem là em xác minh lại là em Lan có gửi sai cho các chị không đây. Bởi vì cái chị này khách hàng thì cũng gọi là bưu tá, người ta cũng lưu ý rồi, người ta bảo là chị lần nào cũng thế, nhà ai chị cũng chê, nhà ai chị cũng chê, bới sâu tìm vết thì chị chê lỗi. Mà trong khi đấy thì em Lan gửi đúng cổ cho các chị đẹp rồi, vẫn bị như này, vẫn bị là không mua ấy, thì đã bảo không mua, đừng có chê với chê vẩn. Đến nơi lại bảo, một khi mà mình đã thích đúng không, thôi cổ gì em cũng biết là ừ, nó mặc cái cổ này nó bảo mình cổ Đức đấy, tao thích cái cổ này của như nó đúng không, nó là cổ Đức thì nó là cổ như thế mình thích. Chị cầm một em này, đến nơi thì chê là không phải cổ Đức, cãi cố với nhân viên nhà em. Em mới thật các chị là em bán các chị cái áo lại 200.000 thì em Lan được khoảng 20-25.000 đồng. Đừng có làm như vậy tội bọn em ra. Đấy, trong vì đấy là mà gửi đi gửi lại là em mất 50.000-60.000 rồi đấy, nếu các chị không nhận ấy. Đấy, phí ship trong tỉnh em đầu đơn cho các chị là vẫn 30.000, là em đã bị lỗ 10.000 rồi. Là còn đang lãi 25.000, chỉ còn lãi 15.000 một cái áo thôi. Đến nơi chị chê một phát cái lý do không chấp nhận được ấy, là em bị tồn về, là lưu về, là em bị mất thêm, chuyển hoàn đi chuyển hoàn lại là em mất khoảng 50.000 rồi. 50.000, đây, có các chị có em này, em bóc ra nhá. Cầm một chị này, 1.000 cái như 1.000 ạ. Em chứ không lấy cái khác để em bán các chị mình được đâu nhá. Đấy, các chị mình thiện chí mua cái gì mua. Bưu tá bảo là chị này chị toàn chê thế đấy, nhà nào chị cũng chê. Đấy, cổ Đức thì em bảo cổ Đức rồi, các chị vẫn còn bảo không phải cổ Đức nữa. Em chả hiểu gì. Chả qua không muốn mua thì em thấy em mới bực. Chứ còn lỗi bên em chịu. Đấy, chị bảo đây. Ừ, thì đấy. Thì bây giờ đúng là cái cổ này thì em kể cả Đức hay không phải Đức đúng không? Đấy, cái ví dụ như em rất là thật này. Em nói luôn là con đỏ này chị ơi, con đỏ này ở ngoài nó sẽ trầm màu hơn một chút đấy ạ, nó sẽ đẹp hơn đấy ạ. Đấy, nhiều người mệt lắm ấy các chị ạ. Khách này cũng là khách quen nhà em đấy, nhưng mà 10 lần thì cũng phải là đến 9 lần như vậy thì em xin phép luôn là lôi lần sau thì em cũng không phục vụ được các chị đấy. Kể cả chị có đang nghe like thì em vẫn nói luôn là chị ở Tuyên Quang. Chị Thu Phạm ở Tuyên Quang em thôi chứ không phải ở xa đâu. Cho nên là thôi thì những chị mà khó tính quá thôi lần sau đừng mua nữa. Đừng mua nữa vì bọn em cũng không dám phục vụ đâu ấy ạ. Vì bưu tá người ta cũng nói là chị này là rất là nhiều nhà, nhà nào cũng chê như thế. Lần nào mang đến ấy. Đâu rồi, cái tờ giấy sáng nay để trên bàn của chị đâu rồi? Ghi rõ tên, địa chỉ và yêu cầu khách hàng đây này. Viết đơn đây này, chữ đứa nào viết thư lại cho tao đấy. Ừ, nhân viên nó viết thư đấy. Cổ nam không chân hay cổ Đức không chân thì em không biết, nhưng đại loại nó là cổ như này. Chuẩn, mình nhìn thấy cái cổ đấy rồi nó ship cho mình, đúng là cái cổ này mình thích rồi đúng không? Ưng mình mua đúng không? Đến nơi cái cố mấy em thì chỉ vì Đức với không Đức mà không lấy cái áo của em, tội của em đấy. Em lãi nếu xôi dòng bến giọt trong tỉnh ý, là em làm đầu đơn với bưu điện là 30.000. Nếu mà các chị mình lấy hàng thì em lãi được 15.000. Bởi vì là em làm đầu đơn là 30 thì em đã bù lỗ 10.000 cho các chị rồi. Em ý là em hỗ trợ ship đầu đơn cho các chị là 10.000. Thì em bỏ cái túi xuống đất cho chị em. Thì em chỉ còn được có 15.000. Còn nếu các chị không lấy một cái áo thì em mất 50.000. Chuyển hoàn đi chuyển lại hoàn lại là mất 50.000 rồi. Đấy, cho nên là mình đừng có kiểu như là rảnh rỗi quá làm tội người khác ấy. Các chị mình phải thừa biết là mình làm như thế là có lỗi với nhiều người ấy. Đấy, bọn em vất vả này, em mất tiền này, nhân viên nhà em mất công này, bưu điện người ta cũng mất công ấy ạ. Thế nên mình thông cảm giúp em nhá. Đấy là thủ phạm chứ không phải thủ phạm nữa. Rồi, đúng rồi, thủ phạm. Chuẩn. Đấy, chị làm như thế, em nói thật là chị có đang xem live thì em vẫn nói luôn. Chị cái coi cố với nhân viên nhà em là đây không phải là cổ Đức cho nên chị không lấy hàng. Cái tờ giấy sáng nay chị còn đọc cái thư đấy. Đây, đúng không? Ghi rõ này. Bọn em áp vào hệ thống phát các chị comment như nào. Chị đến nơi chị bảo chị mua màu đỏ gửi màu xanh, chị mua màu xanh gửi màu đen, chị mua cổ Đức không phải cổ Đức. Đấy là bọn em vẫn còn hệ thống đây, người ta không dám nói sai ạ. Đấy chứ cũng có cớ gì là các chị còn ở nhà mà người ta lên hệ thống là báo là người nhận đi vắng. Không thể lên như thế đâu, bởi vì bọn em làm việc là có hệ thống. Đấy.
Chị ở đội Bình Yên Sơn Tuyên Quang. Đội Bình Tuyên Quang nhà em đấy. Nói thật là chả hiểu chị nghĩ gì đâu. Chị có cố cãi cố với em, chị lên đây chị cãi với em xem. Em rất là bực luôn ấy, chả đáng bao tiền để chị em phải mất lòng nhau. Nhưng mà mình làm như thế là mình đang có lỗi. Chất thì em mặc đẹp và rất là nhiều người mặc đẹp rồi. Các chị nhá, góp đại hội chị cái đấy đi. Chứ đừng cái kiểu vậy, bọn em không phục vụ được đâu. Khó tính quá như thế thì mình tự biết là mình là con người quá kỹ tính. Đấy, chị vừa mặc màu đen xong rồi đúng không? Rồi ok, các chị mình đặt cái gì thì nhìn kỹ giúp em nhá. Mua cái gì nhà em gửi cái đấy ạ. Gửi bộ tây thi chưa gửi một chị nào đâu. Vì tây thi nhà em phải đặt đó. Đấy, tây thi nhà em phải đặt nhá. Đấy, các chị mình nhá. Con này các chị lên cho em mã con bò và kèm số điện thoại, chất của nó mỏng ạ. Mịn ạ. Đanh chất ạ, mát ạ, các chị mình nhá. Đanh chất và mát ạ, 200 nghìn một áo. Comment đúng mã hàng cho em. Kèm số điện thoại. Đen này, 40 cân ạ, 38 cân cũng được ạ. Đấy, đen này. Đỏ đô, à đây là đỏ, đỏ kiểu như là đỏ đô tươi đậm ấy, các chị nhá. Tươi đậm, màu xanh lá cây, màu vàng. Lên cho em lan mã con bò và kèm số điện thoại em nhận đơn. Con bò và kèm số điện thoại em qua mã luôn nhá. Cho nhanh. Các chị đẹp nhá. Ủa có cái mã áo trắng này cũng xinh ơi là xinh luôn ấy. Áo trắng này còn đúng không nhỉ? Chị nhận phong xịn rồi em ưng lắm. Ủa đấy lại đến nói chị thì thôi rồi em nói lốt phát này nữa. Đâu rồi nhỉ? Cái con phong phong lại còn hôm qua có một chị như này nữa cơ. Đâu rồi? Ôi, bây giờ các chị nhìn hộ em lan này. Ở đây các chị xác minh lại hộ em cái màu này là màu gì ạ? Cho em xin 10 cái comment của 10 chị hộ em lan cái màu này là màu gì ạ? Em xin chân thành cái comment của các chị đi ạ. Nhìn hộ em với ạ. Hôm qua là chị nào bảo không phải màu đen em? Chị Vĩnh gì? Cái gì Vĩnh đúng không? Hoàng Vĩnh hay Lê Vĩnh gì đấy đúng không? Chân váy chị Lý mặc 160.000. Chân váy hạ, chân váy 1 nhá. Các chị ơi hộ em lan xin 10 cái comment là màu này màu gì ạ? 10 cái comment ạ. Màu gì đây các chị? Chân váy em lan mặc có 65 cân chị ơi. Em nói thật là đến các chị nào em nói luôn là ai có mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ đúng không? Mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ đấy, đó là màu đen đấy ạ. Đến nơi mua màu đen như này nó bảo cái này không phải màu đen. Các chị xem, hồ chị cái tên của ai ghi ở cái tờ giấy cùng cái chị Thu Phạm đấy. Chị vừa sáng nay chị còn đọc đứa nào viết thư để trên bàn cho tao đấy. Chứ không phải tao nhiều việc quá tao để đâu. Ở trong cái tập đơn này em cứ bới ra. Đúng là mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ các chị ạ. Mắt nhà em toàn 10 trên 10 hết. Em có cận này. Mắt em Lan có cận thật nhưng mà em đứng khoảng cách này em vẫn đọc được tư tên từng chị một này. Các chị mình không muốn mua thì bảo thôi em ơi chị không có tiền mua đâu, thôi em thông cảm này. Đấy. Thôi ơi, em ơi thông cảm là chị không có tiền mua đâu. Thì thôi rằng em cũng phải chấp nhận. Cũng chấp nhận nhưng mà cũng vẫn bực lắm. Còn đây đến nơi. À, 1m6 nặng 50 cân. Thì là cao hơn em Lan 10 phân đúng không? À quên, 2 phân đúng không? Ôi dồi ôi, sao lại có những cái chị gọi là cứ bị ác thế nhở? Không phải đen xì. Không phải đen thì nó là màu gì, còn đen xì nữa, đéo hiểu đen gì nữa. Tức máu lên mà chết thôi. Đấy, mua màu đen, gửi màu đen đến nơi bảo con này không phải màu đen. Mua cổ đức đến nơi bảo con này không phải cổ đức. Màu đen đến cái con nào, đứa nào nó mù, nó cũng phải nhìn nó mờ mờ. Không, cái con rồ ngoài đường nó cũng biết đây là màu đen đấy các chị ạ. Thế mà cái gì tên là gì không nhớ à? Vĩnh, đại loại là chị nhớ Vĩnh, có Hoàng Vĩnh hay gì Vĩnh ấy. Nhưng mà chị có nhớ cái đơn đấy, có một cái chị đấy. Đây, lại xong đến nơi lại chơi cọc, không phải màu đen là cái thứ nhất với hai cọc cỡn. À, gọi cả công ty ra để xem đây, thế là công ty của nó là bị mù hết. Công ty của... Kiếp, gọi cả công ty ra cơ à? Thế à? Ô thế à? Ô đây các chị ơi, em đang cao 1m58. Nó bị mù màu, non bảo nó gọi cả công ty ra rồi xem đây không phải là màu đen. Mù màu đúng không? Mày ý đến rồi. Không phải đen gì. Nhiều lúc các chị cứ bảo em ác. Tự các chị làm em ác ấy. Có chị các chị làm như thế em ác ra ấy. Phải các chị cũng ác bực đúng không? Chứ chả ai là cái kiểu vậy đây. Mua màu đen gửi đúng màu đen vẫn còn không phải đen. Mà chị ơi đi đấy chỉ có màu đen thôi. Cứ đấy thì chặn làm gì chị ơi, em không chặn đâu, em nói để cho các chị hiểu thôi. Các chị hiểu là như nào thôi chứ còn em chặn làm gì.
Em trả chị ạ. Đấy. Đây chị ơi. Em có làm sai cái gì đâu mà em phải chặn. Chị có không gì không nghe ní nào. 1m6 mà nặng 50 cân à. Em Lan cũng đang 50 cân, cao 1m58. Các chị bảo lúc đầu thì chị chê là không phải màu đen, lúc sau thì chị bảo là ngắn, chị không mặc được. Đây em Lan mặc đây, ngang mông đây. Dưới cặp quần có vào nhiều 5 phân là đã đẹp rồi. Chứ đây là số dưới cặp quần đến cả 15 phân rồi vẫn còn bảo bị ngắn nữa thì không hiểu là mặc cái gì. Buồn. Cùng một hôm đấy thì trợ giúp hai khách hàng VIP mua cổ Đức thì bảo không phải cổ Đức, mua màu đen thì bảo không phải màu đen. Đấy, mày bị làm sao đấy, tao gọi cả công ty ra rồi chúng nó cũng bảo không phải màu đen. Thế là công ty của nó là bị kiểu như mù hết. Khổ thân, em cũng buồn cho những cái công ty nào mà thuê phải những cái chị khách hàng đấy. À, cái chị nhân viên đấy. Đấy là đổ cho công ty chứ. Ừ. Gọi cả công ty ra xem rồi con này không phải màu đen nữa đâu các chị ạ. Mà các chị biết là em hàng em lên thì nó cả lô cả đống, như em có phải là gì đâu. Đây, em có phải là đâu, đây đây. Nó trong túi như này màu đen đây. Bóc ra cả xem rồi bảo hay chị không bóc ra mà không hay không bóc ra chị không biết bảo không. Bóc ra rồi còn mặc thử rồi mới biết bảo ngắn. Đấy, khổ. Chắc không có tiền. Khổ lắm cơ, buồn. Nhiều lúc mà buồn. Buồn. Chán, nghĩ mà chán thật. Nghĩ mà vừa chán cho những cái ông chồng lấy được những cái con vợ gọi là cái gì mà cả cái công ty đấy nữa, mù màu. Mù màu. Chân váy em là 200. Đấy, thôi nhá, cho em màu đen. Đến nơi đừng bảo không phải đen là tao chết đấy nhá. Hạnh nhá. Mày lấy màu đen hộ chị cái, mày đến nơi mày đừng bảo là con này không phải đen là chị lại lên đây để chị lại hỏi tiếp đấy. Nhá. Thật đến mù cũng phải nhìn mờ mờ. Nếu hiểu như nào nhỉ. Chán. Hoa gì nữa, trong công ty ra cơ mà em. Đấy, đang ở điều hòa, đi ra ngoài trời. Đây là phông chữ, phông xịn chữ ạ. À. Em Lan đang để lại mặc đây. Một cái đen, một cái trắng đây các chị ạ. À. Đấy, đây này, cái con này còn em còn đang bị hết cả cái con màu trắng nên em phải lấy con mẫu này ra đây này. Đấy, khổ. Mệt lắm. Quái thai thật đấy chứ. Thôi em hỏi nốt vậy thôi để em khẳng định lại cho, nếu mà cái chị đấy ấy, chị còn xem like ấy, thì chị xem lại bản thân chị thôi. Chứ còn thì để cho bớt tạo nghiệp thôi, chứ còn em thì em vẫn phải nói cho xong. Nói cho xong. Con đấy đẹp quá. Con áo chị đang mặc ấy. 170 đúng không? 170.000 hả? Mà áo trắng à? Rồi hai mã cho em đi. Màu trắng đấy, chân váy em Lan 200 đấy. Áo xinh ơi là xinh luôn, con đấy còn size đến tầm 60 cân, 40-60 đi. 170.000, chết đẹp ạ. 170.000 các chị nhá. Phông xịn chữ chị ấy lên chưa? Chị Hạnh ơi lên lại số điện thoại đi. Bạn ơi chốt đơn lên số điện thoại đi. Vũ Hạnh đúng không? Áo trắng em đang mặc là 170.000 chị nhá. Đẹp lắm. 170.000 đẹp lắm, chắc đẹp lắm. Áo mã gì đây? Áo trắng ấy. Em đánh là cái gì rồi? Vít 1 thì nó lại ra áo à? Ra áo đấy em, là ra váy đấy. Trắng 1 đi. Trắng 1 kèm số điện thoại đi. Lên cho em là trắng 1 các chị nhá, trắng 1. Cổ sen tròn này các chị này. Lên cho em mã này là trắng 1 ạ. 170.000 đồng. Chết đẹp. Lên cho em mã trắng 1 ạ. Em là trắng 2 đi. Ừ. Chị quạt cái con phông lên đi, đang bán con kia để cứ cầm con phông. Trắng 1 của em có trắng 2 đây. Áo đen Lan mặc 250 chị ơi, hàng xịn đấy ạ. Chị Hương. Trần Hương. Đấm cho đen mắt. Đấm cho đen mắt. Trần Hương này là cấm đấy. Đây chị ơi. Mã này cho em Lan là trắng, áo trắng của chị Lý mặc thì comment của em Lan là trắng 1. Của em Lan là trắng 2 nhá. Trắng 2 và kèm số điện thoại ạ. Size từ 40 đến 60 cân. Size từ 40 đến 60 cân các chị chốt đơn cho em. Em Lan là mã trắng 2, nó có gì nhỉ? Một hàng cúc ở bên trong và nẹp ạ. Hàng sơ mi nhá các chị nhá. Nếu các chị thích màu trắng lấy mã này rất là đẹp luôn. Chất đẹp, form đẹp, trẻ và dễ mặc ạ.
170.000 đồng. Mã này comment là trắng 1 cho em và em đang là trắng 2. Cổ nó sẽ có lá cổ và ren như này. Trắng 1 60 cân với chân váy 1 ạ. À. Rồi ok, chị Hồng Linh dồn đơn phải không? Rồi ạ, à, chân váy của chị Lý là chân váy 1. Chân váy 1 ạ, à. Em đang là chân váy 2 nhá. Chất của em có co giãn, chị Lý thì không có giãn nhiều ạ. À. Nhưng mà sướng dễ mặc ạ. À. Đấy, con này chân ôm bút chì nhưng nó có co giãn. Các chị 65 66 cân vừa chân váy 2 của em. Đấy, áo thì em chốt từ trắng 2 cho em mà chốt từ 40 cân đến 60 cân thôi. Trắng 1 và trắng 2 đều 40 60 cân. Bao đẹp luôn, 170.000. 170.000. Đúng mã hàng kèm số điện thoại em nhận đơn. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Rồi ạ, à, cái gì áo á chị, em chẳng hiểu cái gì, nó nói chung là trơn và mềm mà mát chị ạ. Em không biết hết về chất này đâu. Nó nhiều chất đi. Thật sự là có những lúc em nói thôi nhưng mà thật là vì không biết chất như em lan bao đẹp ạ. Chị ơi nó mềm ạ, nó trơn ạ, nó sướng ạ. Nhá. Đấy, em không biết hết đâu, đến nơi chị lại bảo không phải cái chất đấy đúng không? Thành ra nó cũng khó. Có những cái chất nào em biết thì em bảo, em không biết thì em không nói đâu. Đó là em chỉ bảo là em không biết thôi. Đấy, cười ai bán hàng cũng thế thôi, không phải là ai biết hết đâu vì vải nó quá nhiều. Nó nhiều lắm. Loại nọ loại kia. Đấy. Nó cổ thì dường như các chị nhìn thấy cổ đấy ạ. Đấy các chị nhá. Đến nơi chị lại bảo không phải cổ Đức này, không phải cổ lá gì gì đấy, em khó đúng không? Chị đã ưng ưng mẫu trắng 1 thì lên trắng 1 cho em cổ như này các chị nhá. Mã hàng cho em. Có nhăn không ạ? Không nhăn đâu chị ơi, con này đảm bảo là không nhăn. Đấy, không nhăn ạ, rất là thoải mái, chất nó trơn và mát ạ. Không giãn đâu, vải này thì không nó giãn đâu chị ơi, nhưng mà nó thoải mái. Rồi ok, bây giờ lên váy nhá. Mã hàng cho em mà kèm số điện thoại đi. Mã hàng kèm số điện thoại em nhận đơn. Chị lên cho em cái mẫu váy đó, canh đi. Canh hoa đi. Trắng 2 cho chị rồi ok. 170 chị ơi, chất đẹp ạ. Nó mềm mà, nó mát ạ. Nhưng mà nó không nhăn ạ. Rồi ok, bây giờ lên. Áo trắng 2 với chân váy 1 ạ. Rồi ok chị Thu ạ. Mã hàng kèm cho em lan số điện thoại nhá. Cái cổ này các chị ơi nó có nẹp nẹp này. Nếu các chị thích mở lùi ra thì các chị mở rộng ra được. Đấy, các chị thích mở cổ này, các chị thích mở rộng ra được. Đấy, bẻ ra được, nằm ra được, đứng lên được. Đứng lên thì các chị phải cài lùi lên này. Đấy. Cài được cả cúc ở trên này ạ. Đây, nếu các chị thích lên cúc hẳn ở đây các chị cài hết vào. Các chị hở ít thì các chị mở một cúc và mở hai cúc tùy. Nó có nẹp cúc này, giấu hết cúc ở trong. Giấu hết cúc ở trong. Các chị lên mã áo trắng 2 cho em kèm số điện thoại. Trắng 2 và kèm số điện thoại, 170.000 một áo. 170.000. Rồi lên béo lên gầy chờ em tí ạ. Đẹp ạ, không nhăn đâu chị ơi, chất này thì không bao giờ nhăn rồi. Đây form áo đây vừa tầm. Nhìn nhanh mẫu giúp em nhá. Người béo người gầy cứ ngồi đấy đi. Bạn ơi cứ ngồi đấy ạ. Sơ vin đêm mà không sơ vin thì nó sẽ bị hơi dài đối với quần chân váy. Còn nếu mà mình mặc quần ý thì nó vừa hơn. Chị trắng 2 với chân váy 1 vâng. Nhá. Đấy. Nó không bị à con này còn hàng không em? Con này cũng đẹp này. Con này lên trắng 3 cho em đi, cho chị đi. Em để cả mã hàng cho chị nhá. Con này sẽ có trắng 3 này nữa, em còn một cái này em tiện em mặc luôn nhá. Con này là mã cổ nó sẽ như này, cũng là kìa cùng chất liệu vải luôn. Chị thiệp ok chị, chân váy 2 vâng. Được ạ. Trắng 2 chị thắm quan ok, đẹp mà không phải lo đâu chị ơi. Hàng này nếu các chị ra shop là cứ tờ 250 trở lên. Bơm bà Thanh Nga Thanh cứ chờ tí đi bạn ơi. Cứ sồn sồn lên thế. Sửa lại nhá. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em. Thế mà con này cũng xinh. Thế nhá. Chuyên tụt cởi. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Như làm gì trong đấy đấy. Xinh mà chất này nó mát lắm chị ơi. Chất nó trơn vải áo nó đẹp mà. Chất dày nhưng mà nó lại mát mát cơ. Đẹp lắm. Màu đẹp, màu trắng đẹp. Trắng bao giờ nó cũng trẻ dễ mặc đồ. Đây có cổ đạnh xinh này. Con này trang lên trắng 3 cho em. Lên trắng 3 và kèm số điện thoại 170 chị ơi, con này cũng đẹp quá. Con này xinh, nhớ là đừng có chị nào phải lon chất đi nhá. Sướng ạ. À. Đẹp ạ. À. Trắng 3 cho em và kèm số điện thoại nhá. Đấy tí nữa nó không đủ size hết đâu các chị ạ. À. Tay này. Đẹp không?
chất nó trơn ạ, à, mát ạ, à, có nẹp cúc này. Có nẹp cúc rõ này. Đấy, mã hàng cho em mà kèm với số điện thoại nhá. Xinh quá luôn đấy chị ơi, em tiện em lên luôn nhá. Con này lên lên trắng 4 luôn. Tiện luôn, cho nó hết mã. Đấy, trắng 3 với trắng 4 này. Đây em Lan đang mặc này, nó cũng đẹp cúc như thế. Cũng cái chất liệu đấy, nó chỉ khác nhau cái cổ và cái tay. Đấy, đấy, có cái cổ với cái tay. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Đẹp lắm. Trắng này cho em Lan là trắng. Trắng 3. Trắng 3 và kèm số điện thoại 170.000. Đấy, xinh ơi là xinh luôn, cổ nó đá. Chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm em Lan ạ, em cảm ơn chị Út nhá. Này đẹp lắm, chị ơi xinh luôn. Cổ này các chị ra ngoài không bao giờ, nếu ở ngoài không bao giờ mua gọi là dưới 200.000 đâu. Ít nhất các chị ra ngoài phải có 250, 300 là chuyện bình thường. Chất này của nó là hàng đẹp luôn ạ. Đấy, các chị lên mã này cho em Lan là áo trắng. Trắng 3 và kèm số điện thoại em nhận đơn. Trắng 3 và kèm số điện thoại em nhận đơn ạ. Chất đẹp mà nó đã may nó các chị nhìn này, cái form ngoài cái chất thì các chị để ý cho em Lan cái form này. Đấy, form quá đẹp này, nó may nó đẹp cúc, nó giấu cúc hết này. Đấy, đẹp ạ, à, có cúc ở bên trong nhá. Hàng mở cúc đấy, không phải hàng chui đâu. Đây là hàng mở cúc này. Các chị chốt mẫu nào thì comment đúng mã cho em. Cho em xin mỗi chị mình 1-2 lượt chia sẻ và chấm vào bài hộ em nhá. Áo trắng này comment của em Lan là trắng 3 và kèm số điện thoại ạ. À. Đấy, chị Nguyễn Thơm em chào chị nhá. Các chị lên mã này cho em là hot 5 nhá các chị nhá, hot 5 ạ. 70 cân có vừa. 70 cân có vừa không? 60 cân thì vừa chị ơi. Các chị lên mã này cho em là hot 5. Để cái bút quá đi, đóng lắp được chưa? Trắng 3. Hot 5 ạ. Hot 5 220 nghìn đồng. Mất hết mát này chết nhắn nhờ. Gọn luôn. Các chị lên mã hot 5 cho em nhé các chị nhé. Hot 5. Hot 5 220.000 đồng lên mã hot 5 cho em ạ. Đẹp lắm luôn. Chuyên sơ mi công sở đi chụp ảnh trang điểm. Chị ơi, có áo chị đang mặc có size 2XL không? Không có 2X đâu bạn ơi, không có 2XL đâu. Giảm cân đi. Ăn 2 hộp kẹo giảm cân đi là vừa. Là vừa. Đẹp không các chị ơi? Đây mở cổ rộng này được nhá. Con này là trắng mấy đây? Trắng 4. Trắng 4 cho em mà kèm số điện thoại. Trắng 4 cho em mà kèm số điện thoại các chị ơi. Chị muốn chồng em lên à? Chị bao giờ chị bằng chồng em đi thì chồng em lên mặc cho nhá. Bao giờ chị bằng chồng em là chồng em lên mặc mẫu cho. Đấy. Mã hàng cho em mà kèm với số điện thoại ạ. Trắng trẻ nhở. Trẻ ơi là trẻ luôn đấy ạ. Mã này các chị comment của em đây là trắng 4 nhá. Trắng 4 mà kèm với số điện thoại. Có cả cổ đấy nữa à. Trắng 4 được rồi, tặng thế đấy nhá. Không phải ấy lên cho chị đi. Bằng đấy con để riêng để chị chạy một like khác. Phải con chim ấy. Ok ạ. À. Các chị nha, em qua má luôn này. Mã hàng kèm số điện thoại có mấy mẫu, nhiều mẫu, 4 mẫu. Hả? Chị có mấy mẫu rồi sao? Ờ, rồi cơ. Rồi, ok chị. Ok, để em xem nhá. Mã hàng kèm số điện thoại, đây các chị nhìn tay cho em này. Nhìn cái cổ cho em thôi, còn là chất liệu vải nó giống nhau. Đấy, chất liệu vải giống nhau. Ok chưa ạ? Em qua mã nhá. Không, con này mấy này là con kia nữa. Ờ, một cái này khác. Em cầm cái kéo chị ghê quá. Chị các chị lên mã này cho em là hot 5 các chị nhá. Hot 5 đây ạ. Hot 5 em có 3 màu các chị nhá. Lên mã hot 5 rồi cho em. 220.000 đồng. Hôm qua chị chia sẻ mấy lần rồi nó đông hơn. Có sai cho các chị 61, 62 cho đổi lại nhá. Lên mã hot 5 cho em. Ừ, nhưng mà vào trang này. Hot 5 đấy cho chị cái màu cái gì nhá. Thật đấy, cái ấy đâu nhở, cái quần là xịn sò của chị đâu à? Quần đây này, không tới nơi đâu được, có một tí ở dưới đó. Không thấy đâu, được á. Không tới nơi đâu. Có váy nào màu đỏ đi em cưới. Nhiều lắm chị ơi.
Nó giống nhau form giờ áo em dơ rồi đấy chị Hợp. Em dơ form ở đây, nó ngắn vừa vừa nữa mà. Không dài đâu. Không dài đâu. Các chị lên mã này cho em hot 5 các chị nhé, hot 5 ạ. À hôm nay có mấy con maxi vừa về xong. 220.000 đồng lên mã hot 5 đây. Đẹp lắm chị ơi. Đây. Con này 45 đến 60, con này có 220.000. 220.000, con này thì có size bé thôi. Không về được nữa. Đấy, màu da với lại màu hồng nhá các chị ơi. Con này lên mã hàng cho em là hot 5 kèm số điện thoại. Hot 5 màu da giống như chị Lý đang mặc trên người. Và em Lan đang mặc trên người là màu gì nhỉ? Màu hồng. Màu hồng. Em đây là màu vàng các chị nhé. Ba màu. Lên mã hot 5 cho em. Đẹp lắm chị ạ. Nó chẳng ba tiền vậy để mua cho con gái mặc đi học. 170.000 đồng. 170.000 đồng. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em ạ. Áo thì nó rất là dễ. Trẻ mặc được chung mặc xinh cho em. Trẻ mặc được và chung mặc xinh ạ. Con này nó dạng như là tơ lụa ấy các chị ơi, rất là mềm ạ. Hàng hai lớp nhá. 45 cân đến 60 cân miệng đơn. 220.000. Màu da như chị Lý đang mặc và màu cam với màu hồng như em Lan đang mặc trên người. Có váy trung niên có nhiều đấy chị Hào ơi. Bây giờ em lên trung niên bây giờ. Các chị chấm vào bài và chia sẻ like của em ấy nhá. Cho em xin mỗi chị mình 1-2 lượt chia sẻ với ạ. Mã hàng này cho em là gì nhở? Hot 5 kèm số điện thoại. Hot 5 mà kèm số điện thoại em nhận đơn. Hot 5 kèm số điện thoại kèm màu. Đấy màu gì báo em, đây là màu hồng ạ. Chất thì rất là mềm mà mát nhá chị nhá. Rất là mềm mà mát ạ, 220.000. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em. Hôm nay nhà em về một cái con gì nhở? Là con Maxi ấy, cho chị mượn cái mã váy mới vừa về đi. Còn chưa kịp thử nữa. Con này cổ vuông nhá các chị nhá. Con này cổ vuông ạ. Lên mã hàng hot 5 cho em 220. Hot 5 mà kèm số điện thoại em nhận đơn. Đây, hot 5 màu vàng đấy các chị ạ. Cổ chị đi. Nó sẽ chia làm hai cổ khác nhau, đánh riêng hai mã chị đi. 220.000 đồng các chị, đây mã hot 5 cho em các chị nhé. Hot 5 đây màu vàng đây ạ. Màu vàng, màu hồng và màu da các chị nhé. Ba màu của mã hot 5. Các chị lên mã này cho là hot 5 220.000 đồng. Có size các chị 45 cân đến 60 cân của mã hot 5 ạ. Con này nó mang lót đi chơi thì đẹp quá. Hi nhà bà lô quá. Con này đẹp dã man luôn đấy các chị ơi. Đi chơi này, đi đám cưới cũng đẹp này. Đẹp ơi là đẹp luôn. 62 cân đủ lại nhận đơn nhá. 62 cân. Con này vừa mới cập bến xong. Đai liền. Hàng hai lớp. Đẹp quá luôn. Xinh lắm các chị này. Form đẹp chất đẹp luôn nhá. Form đẹp chất đẹp ạ. Đẹp quá các chị ơi. Con này em xem màu ấy chị chưa? Nó sẽ có 3 màu. Không ảnh hưởng gì đâu chị Dinh ơi, không ảnh hưởng gì đâu ạ. Dáng dài. Cổ thích hở đâu kéo bên đấy ạ. Thích hở tí nữa thì được ạ. Đấy, thích kéo lên ạ. Con này mà hôm nọ đi chơi mà có mà mặc nhờ. VIP 8 với VIP 11 đẹp. Phết. Phết. Đẹp phết nữa. Đẹp phết ạ, à. Tay của nó có chun như này ạ, à. Con này làm may cẩn thận lắm chị ơi. Màu gì ạ? À? Ủa, màu cam này, màu đỏ, à, màu hồng này, màu vàng này. Con này có 3 màu thôi phải không em? Đẹp quá. Đâu rồi cái điện thoại đâu ấy nhở? Đẹp quá cơ. Đây ạ, à, các chị ơi, đi chơi ạ. À. Chun ạ, à, chun ở đằng sau này. Co giãn này, 65 cân đổ lại em bao đẹp ạ, à. 65 cân. Cho chị một hộp kẹo giảm cân cho chị Nguyễn Dinh, lên số điện thoại cho em với. Lên số điện thoại cho em. Ui, đẹp ơi là đẹp luôn. Muốn hở ở đâu các chị kéo đến đấy ạ. Đến cầu vai hay là các chị muốn hở hết ạ. Đấy, dơ màu cho em đi. Màu này xinh quá. Ba màu ạ. Cho chị mã bao nhiêu đi em. Mã
Phan Nguyễn ơi, chị lấy gì đấy? Không biết là chị lấy cái gì. Ok chị Nguyễn Dinh nhá. Con này đẹp lắm. Chị lấy cái gì? Lấy cái gì vậy? Ba trăm mười nghìn. Con này các chị mình lên cổ này cho em. Lên cổ không hở lắm, các chị lên cổ tròn này cho em. Cổ này nhé em này, xếp ly rất là nhỏ này thôi, rất là đều đều răm rắp luôn đấy các chị ơi. Co giãn nó cực kỳ là ôm. Đấy các chị mặc đi chơi hay là mặc đi đám cưới cũng đều đẹp. Mà mặc những con hoa này tông màu của nó nhìn nó trông nó rất là dịu mắt luôn. Đẹp lắm. Lên mã cho em là mã gì nhỉ? 69 đi. 69 kèm số điện thoại cho em kèm màu. Em đang sẽ có màu vàng đây ạ. Hoa nhí màu cam và hoa nhí màu này là màu hồng đó. Màu hồng đi. Màu hồng đi nhá. 69 kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ. 310.000 đồng con maxi như này. 310.000 đồng. Hàng này ở chợ chất lụa của nó là gì nhỉ? Rất là mềm rồi. Nhưng mà cái form này nó may là may kiểu như hai lớp các chị nhá, không sợ mỏng ạ. Không sợ bị hở gì hết ạ. Cái tang này của nó là tang liền. Cái phần chun của nó sẽ co giãn như này đằng sau ạ. Con này nếu mà mặc đi chơi là đẹp lắm luôn ý. Thật sự là quá đẹp luôn. Đẹp lắm. 310.000 đồng. Tay của nó may chun ạ. Các chị lên mã 69 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Màu cam ạ. Màu hồng, à màu vàng như em đang đang mặt ạ. Và màu gì nhỉ? Màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Hỏi chị đặt từ bao giờ, đặt cái gì thì mới được cái biết cái mã hàng đấy mình có bị nợ không. À, cho nó dễ nhá. Đấy đẹp lắm này. Các chị nhìn cổ cho em qua màu luôn các chị xem. Vì mã này vừa mới về. Nó sẽ có cái mã kia nó sẽ rẻ hơn một chút. Con bèo kia tí nó rẻ hơn. Các chị comment hồi em đang là 69 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Các chị lên mã này cho em là 69 nhá chị nhá. Ôi chưa được 69. Có khóa. Có khóa mà quên. Như người đang nhìn cái váy cái quên. 310.000 đồng các chị, chị lên mã 69 cho em nhé chị nhé. Có khóa cạnh sườn chị ơi. Không cần chui đâu. Đây mà màu hồng luôn đây chị Hảo Bùi nhá. Nó là màu tím tím hồng. Đẹp lắm chị Hảo Bùi, lấy con màu tím này đi. Màu hồng này đi. Lên mã 69 cho em các chị nhé. 69. Nó đi chơi đẹp. Chị tôi chụp ảnh. Ừ. Này chỗ nào đang con này đẹp nhỉ? Đẹp con này xinh dã man luôn. Đẹp nhỉ? Con này đẹp quá luôn đấy các chị ạ. Đây ạ, chun là lưng này co giãn để ôm theo người. Mà hàng nó làm mà hàng may hai lớp rồi. Con này thật sự là các chị không phải lo gì. Đây, lớp trong nó sẽ may như này nhá. Đấy, nó ngắn như này thôi. Comment cho em lan mã hàng 69 kèm số điện thoại. Cứ cái gì tím là lấy. Ừ đấy. Ui đẹp lắm chị ơi. Cái cổ này này nó không bị khó chịu đâu. Tím hồng cho em. Đây này liền này. Cái chun này nhá, nó may rất là nhỏ thôi. Đấy cho nên là nó ôm nhưng mà không dễ bị kiểu như là co. Các chị mặc thuyền ngang như em này không bị hở này. Đấy các chị thích co lử lên lên cổ tròn này được này. Đấy các chị thích lên cổ tròn này cho em ok luôn. Với cái tay của nó cũng may chun nữa. Cho nên là mình có dơ lên cũng không bị khó chịu. Đấy các chị nhá. Comment hộ em Lan đây cổ tròn đây chị ơi. Mã 69 kèm số điện thoại. 69. Đẹp lắm. Hôm qua hôm đợt đấy mà bán mũ lại báo đơn mũ. Không biết đóng mũ. Mã hàng cho em mày kèm số điện thoại nhá. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. À. Mã này cho em là 69 kèm số điện thoại chốt chẻo chưa? Rồi ok nhá. Rồi các chị lên đúng mã hàng cho em nhận đơn. 69 kèm màu kèm số điện thoại cho chị lên con hot à con VIP lại vẫn là VIP 12 à? VIP 12. VIP 12. 69 ạ, à, đẹp ạ. À. Chị đỗ son bao nhiêu cân? Chốt cho tao chứ. Ừ đấy. Cứ ở đấy mà tao mày lúc lại bị sót đơn. Chất nó vừa dày vừa tầm thôi chị ơi. Không hỏng ạ. À. Chào
Chị Nguyễn Dinh ok, em chốt kẹo giảm cân ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Con Maxi này may quá đẹp thật sự. Quá đẹp luôn. Đẹp không tì vết luôn. Gọn người dễ chịu. Nàng thơ đi xuống đi biển hay là đi leo núi cũng đẹp. Đấy, đi lên thuyền, lên bè đâu đi chơi chụp ảnh. Ra vườn hoa công viên chụp ảnh cũng đẹp. Đi đám cưới cũng mặc xinh chị ơi. Đi đám cưới cho em mặc như này cũng xinh ạ. Đấy, xinh ơi là xinh luôn chứ không phải là cớ là đi đâu mới đi chơi cả. Đi đám cưới đẹp ạ. Mã cho em là 69 kèm số điện thoại kèm màu ạ. Lấy váy lan đang mặc ok chị mình ạ. 69 kèm số điện thoại. 1m63 nặng 53 cân vừa. Tụt trễ không? Tụt dễ không? Đấy, khóa đây chả dễ sao chị? Khóa cạnh sườn, chun ở đằng sau co giãn. Dễ tụt cởi ạ. Con này mà không mặc vừa nữa chẳng có mặc con nào đẹp. Mã 69 kèm số điện thoại. Chị thấp hơn em thì cắt bớt đi, chả phải cắt đâu chị ơi. Em đang mặc vẫn còn thoải mái mà. Mà gì chỉ sợ là nới dài thôi. Còn nếu mà cắt bớt thì nó rất là dễ thôi. Đấy, chỉ sợ là nới dài thì khó. Chứ còn cắt bớt thì đơn giản. Chị cho vào túi cho chị rồi. Tí nữa cho. Mã hàng kèm số điện thoại cho em đang là 69. 69 kèm màu kèm số điện thoại em nhận đơn. Con này một tím hồng hoa nhí đẹp quá. Sự là con này ai cũng mặc đẹp. Đấy, kể cả trung tuổi các chị mặc xinh, trẻ các chị mặc đẹp ạ. Đi chơi, đi du lịch, đi đám cưới mình đều mặc đẹp hết. Nó có cái tang này sẵn này. Biết cái phần chun của nó ở cổ nha các chị nhá. Và nó làm cả chun ở tay. Đấy, nó có cả chun ở tay nên nó rất là ôm tay. Với cái thứ nhất là hai được không bị kiểu như là co lên. Các chị vận động nó không dễ bị co ấy. Rất là dễ luôn. Liên hệ với các em bằng số điện thoại nào. Cho chị số điện thoại chốt đơn em ơi, ghi màn hình. Cho em xin cái số để chốt đơn lên màn hình nhá. Chị cần gì các chị gọi, chốt đơn gì các chị gọi thẳng vào số bên em. Đấy, về trong giờ hành chính của em ấy nhá. Dù là từ 8 giờ sáng đến khoảng 6 giờ chiều các chị gọi được. Đấy, ngoài giờ thì các bạn ấy về thì là cũng khó. Một mình em cũng khó nhá. Mã hàng cho em kèm số điện thoại ạ. Váy chị Lý là mã bao nhiêu nhỉ? VIP 12. Con này là VIP 12. Con này bị hết à? Lấy cả mẫu á. Sao là liều thế nhỉ? Có cái chị gì mà để ở dưới nhà. Cái đấy chị đấy bảo xuống nhà mà chả thấy đâu cả. Con này đẹp này chị ơi. Con này cho em có 240.000. Số chốt đơn em ghi ở màn hình nhá chị nhá. Số chốt đơn em đang ghi ở màn hình ạ. À. Chị cần gì thì các chị mình gọi điện trực tiếp đến bên em được ạ. À. Các chị chốt đơn váy của chị Lý thì comment rồi. Em đang là VIP 12 kèm 12 số điện thoại. VIP 12 con này là 240.000 đồng. Size em chốt đơn là tầm 63 cân đổ lại em bao đẹp. 40 đến 63 cân chốt VIP 12 cho em. 40 đến 63 cân ạ. À. Dáng của nó là dáng liền chị ơi. Dáng crop top này. Đấy, các chị mình mặc thì nó không bị kiểu như là lộ khuyết điểm. Rất là dễ mặc, một màu. Một màu duy nhất thôi. Comment mã này, comment rồi em đang là VIP 12 và kèm số điện thoại em nhận đơn. VIP 12 và kèm số điện thoại các chị nhá. Đấy. Để em qua mã luôn ạ. Các chị lên mã này cho nó VIP 12 ạ. 240.000 đồng. Nên cho em mặc VIP 12 ạ. VIP 12. Hai trăm bốn mươi nghìn đồng các chị nhé, các chị lên mã VIP 12 để cho em ạ. Alo ạ, có sai các chị 6162 cân đổ lại lên cho em mã VIP 12. VIP 12 kéo khóa giọt lệ đằng sau lưng các chị nhé. Dạ, dáng nó tốt nhưng mà váy liền đấy, váy liền nhé các chị nhé. Lên cho em mã VIP 12 và kèm với chiều cao cân nặng kèm số điện thoại giúp em các chị nhé. 240.000 đồng. Vâng. Chị lấy cho em váy 1 với lại váy 69 nhé. VIP 12. Đúng rồi ạ. Vâng, chị bao nhiêu cân đi nhỉ? Các chị ơi, cho em xin mỗi chị một hai lượt chia sẻ và chấm vào bài giúp em ạ. 53 cân.
trên mã này cho em là VIP 12. VIP 12 có size cho các chị 60, 61. Chị cảm ơn số 2. Lên mã VIP 12 cho em 240.000 đồng. Đi chơi chị em mã VIP 12. VIP 12. Thế à? Vâng. Nhiều khách này cũng không nhớ từ trong năm, cũng không nhớ lắm. Đây còn con này cũng xinh. Con này ạ, trễ đến đâu các chị trễ nhá. Con này cũng xinh quá cơ. Con này xinh quá. Con này của nó đằng sau nó cũng có chun như này. Con này các chị maxi nhá. Maxi các chị lấy sang con này cũng xinh này. Váy xinh à? Váy xinh và kèm số điện thoại cho em. Váy xinh và kèm số điện thoại. Giờ bảng màu của chị nhá. Con này nó sẽ có 3 màu ạ. 310.000 đồng. Váy xinh và kèm số điện thoại cho em. Màu đỏ này. Đây là hoa nhí dạng như là màu nâu cam ấy, cứ gọi là màu cam đi các chị nhá. Đấy, hoặc là màu cam đỏ, hoa nâu cam cam đỏ đấy ạ. Đấy, cứ gọi là màu cam đi. Với hoa nhí này là gọi là màu gì nhỉ? Hồng à. Màu hồng đi nhá. Màu hồng. Mã này nó sẽ có 3 màu ạ. Nó cũng chun như cái con kia. Các chị thích kéo đâu thì kéo. Con này mà đi chơi để mặc rất là xinh luôn. Mã này cho em là váy xinh và kèm với số điện thoại ạ. Đấy, chị mặc thử bảng màu đấy luôn đi cho nhanh. Mỗi thằng một màu cho nhanh. Con này trễ vai, tí nữa em quên mã này. Trễ vai ạ, nếu các chị không thích hở, các chị kéo lên này cho em này. Đấy, các chị thích cổ vuông, các chị lên này cho em này. Váy xinh kèm số điện thoại ạ. Mấy trăm chị vừa bảo bao tiền? Con kia 310. Con này em vừa báo giá bao nhiêu nhỉ? Chưa báo. 310.000. Đây ạ, nó cùng. Đẹp lắm đây. Các chị muốn hở đâu hở, đẹp quá luôn. Nếu các chị đi chơi mặc như này quá đẹp luôn. Comment cho em lan mã váy xinh và kèm với số điện thoại nhá. Váy xinh ạ, con này vừa mới về xong. Con này cũng size tầm 65 cân đổ lại em nhận đơn. Chun ở đằng sau nó có chun ạ. Đấy, để nó ôm theo người các chị. Đấy, và đằng trước của nó sẽ có cái dây trang trí sẵn rồi. Đi chơi hoặc là mình đi đâu mặc rất là hợp luôn. Dễ mặc, maxi nhá, nó dạng như là maxi á các chị. Váy xinh cho em kèm số điện thoại 310.000 đồng. Con này nó sẽ là cái cổ bèo. Cái tay bèo như này nó không giống con vừa nãy, là nó là cổ. Nó cũng xếp ly nhưng mà xếp ly kiểu như là miết mịn. Nhưng con này là xếp ly bồng. Bèo bồng. Đây, các chị thích để cổ vuông lên cũng đẹp này. Các chị ơi đẹp lắm. Váy xinh cho em kèm số điện thoại. Đây là gọi là cam đi các chị nhá. Cam. Đấy mà mùa này mình mặc những con hoa hoa này trông nó rất là hợp luôn. Trông mát mẻ lắm. Váy xinh cho em kèm màu kèm số điện thoại. Em đang mặc trên người là màu đỏ, chị Lý mặc là màu cam. Và màu gì nhở? Màu hồng. Đây ạ, các chị trễ vai ra được ạ. Đấy, các chị trễ vai ra ok. Thích hở đến đâu các chị kéo đến đấy. 310.000 ạ. Váy xinh kèm số điện thoại nhá. Đây em đứng gần một chút nữa cho các chị nhìn hoa rồi em qua mã luôn. Đấy, các chị lên cổ vuông này. Vào sau like thì comment đúng mã hộ em nhá. Vào sau like comment đúng mã cho em. Cổ nó sẽ lên như này. Đấy. Bèo. Đẹp lắm. Bèo này nó làm bèo kiểu là bèo to. Thành ra nó điệu và nó che khuyết điểm nhiều. Che khuyết điểm nhiều. Mã váy xinh. Váy xinh và kèm số điện thoại. Có quần vàng chị ơi. Chị đặt đi, các chị đặt được đấy. Tây thi vàng. Có quần vàng. Các chị lên mã này cho em là váy xinh đấy chị nhá. 310.000 đồng. Lên cho em mã váy xinh ạ. Váy xinh em có màu này là màu đỏ này, màu cam này và màu hồng các chị nhá. Em đang mặc là màu cam các chị nhé. Màu cam của mã váy xinh. Còn những hoa đẹp. Còn những cái hoa rất là đẹp luôn. Đây chị ơi. Xinh con nhà bà sắn luôn. Đẹp quá. Đấy, comment đúng mã cho em là váy xinh kèm số điện thoại ạ. À. Em gọi màu này là màu hồng đi nhá. Hoa nhí hồng.
gửi kem bôi cho chị chưa? Kem bôi cái gì ạ? Chị Hà Nguyễn Thị chắc là gửi rồi. Kem body hay là kem mặt nhà em không nợ ai ạ, nhà em gửi hết rồi đấy ạ. Kem kích trắng body hoặc là kem kem chống nắng mặt nhà em đều gửi hết rồi chị nhá. Lên mã này cho em là váy xinh và kèm số điện thoại em nhận đơn. Váy xinh ạ. Váy xinh kèm số điện thoại 310.000. Váy xinh kèm số điện thoại 310 ạ. Màu hồng ạ. Nó là, em gọi là như thế thôi nhá. Còn màu chuẩn các chị nhìn thấy ở trên live, nó sẽ là có cái hoa nhí nhí như này này. Nhí màu hồng và pha với màu kiểu như là màu vàng vàng. Nó sẽ là nâu vàng. Đấy, và cổ của nó đây, các chị thích lên thì kéo lên, các chị lên cổ cho em. Chứ không cần thiết là nó phải sợ bị hở quá. Đấy, váy xinh kèm số điện thoại nhá. 310.000. Được chưa ạ? Em qua mã luôn nhá. Chị nào ưng màu nào thì chốt màu đấy. Váy xinh kèm số điện thoại. Đẩy mã luôn cho em đi. Mà sang con nhí cho em. Đẹp quá. Có quần vàng của áo tây thi chưa? Chị ơi, chị phải đặt mới có ạ. Chứ nếu mà các chị không đặt là không có hàng đâu ạ. Vì những cái mã đấy bọn em phải đặt hết. Đấy, từ hôm nọ giờ chốt nhưng mà chưa có ai cả. Một tập đơn áo dài nhà em chưa giả được ai đâu. Nếu các chị nào vội quá ấy, thì không kịp nhá. Đấy, ví dụ như là các chị mà vội vội mà kiểu như là muốn nhanh ấy thì là không có luôn đâu. Những con đấy nhà em phải đặt hết mà. Các chị chấm bài chia sẻ like của em rồi nhá. Váy xinh kèm màu kèm số điện thoại em nhận đơn 310.000. Nhưng trẻ rồi, già rồi, rồi ôi các chị thấy không? Các chị lướt Facebook hàng ngày các chị biết đấy ạ. Có những cô ấy 60 mấy tuổi rồi vẫn mặc cái váy trắng tinh, rất là trẻ và rất là đẹp. Vẫn chụp ảnh bình thường. Kèm 350 gửi hết rồi chị nhá. Ôi ôi các chị ơi, người ta 60 tuổi rồi, nếu mà để nói già là người ta cũng già rồi đấy ạ. Thế mà người ta vẫn gọi là tung tăng được. Mình mặc lên, ví dụ những con này khách, kể cả khách trẻ mặc được, khách trung mặc vẫn xinh cho em. Các chị già trung trung nhưng mà các chị phải điệu. Đấy, chứ còn 40 tuổi đã mặc satin ngồi góc bếp thì không mặc được cái gì đâu. Rồi ôi, mẹ mặc đẹp tại sao mà con có 13 tuổi. Mẹ gọi là 43 tuổi vẫn mặc như con. Hai mẹ con mặc cùng nhau luôn. Mẹ mặc đẹp, con mặc xinh luôn. 40 tuổi mà các chị mặc satin ngồi góc bếp thì làm gì mà chả già. Chị ơi, cái nào cũng đẹp. Em lên con VIP 7 đấy các chị nhá. Này chị ơi, chị nghe của em phát. VIP 7. Chị Hằng ơi, hôm đấy gọi chốt nhé, em gửi 180.000 đồng, các chị lên mã này cho em là VIP 7 ạ. 180.000 đồng. Lên mã VIP 7 cho em. Sao? 30 tuổi, 589 cân thì mặc 3 cái màu đấy, màu nào đây. 30 tuổi. Đẹp quá này các chị ơi, con này vẫn xinh. Con này vẫn xinh như tiên luôn. Mã 69 hay mã xinh? Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Không biết là mạng có nét không? Nhìn trên live có rõ không các chị? Con này đẹp ơi là đẹp luôn. 60 cân. 60 cân. 60, 63 cân đổ lại. Em chốt đơn. Mã hàng em đang mặc trên người là VIP 10. VIP 10 kèm số điện thoại 180.000 đồng. Chất này em bao sướng. Váy xinh màu đỏ với kẹp lăn nách cho chị Thúy Phạm, ok. Chị Thúy Phạm, ok, em chốt đơn đi em ơi. Chị Nghiêm Nguyễn đây chị ạ. Rồi rồi ạ. Là mã hàng kèm số điện thoại giúp em. Bao nhiêu cân nhỉ? Lăn nách và váy xinh đúng không? 60 cân, cao bao nhiêu? Con này cho em đang là VIP 10 kèm số điện thoại. 54. Con này đẹp, dễ mặc ạ. Váy xinh trẻ mặc được và trung mặc xinh. Đấy, 180.000 okay. Đồng mã này. Okay, chị. Hoa nhí ạ. Các chị nhìn những con hoa nhí ở trên live thì không được sắc nét vì hoa của nó nhỏ. Nhưng mà ở ngoài nó rất là dễ mặc và đẹp. Đây em đứng gần một chút cho các chị xem. Em đang mặc trên người là VIP 10, chị Lý là VIP 7. VIP 10 em đang mặc và VIP 7 chị Lý mặc 180.000 đồng. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. 180 chị ơi.
180.000, 40 cân và đến 63 cân em nhận đơn. VIP 10 không giãn đâu nhưng mặc sướng ạ à, chị ơi. Mùa này thì không có mấy khi có váy giãn đâu. Nhưng mà cái chất của nó rất là mềm. Các chị muốn mặc giãn thì nó chỉ có cốt tông hoặc là dòng như là u mì thôi. Đấy, u mì thì nó mới giãn. Chứ còn những con váy nhí này nó là như kiểu là dạng lụa ấy. Thô lụa ấy, rất là mềm, nó thoải mái. Mặc nó mát ạ. Đây ạ, các chị mặc đây như em mặc là rất là vừa rồi, tương đối sát. Nhưng mà nó vẫn có cái độ đàn hồi cho mình thoải mái. Đấy. Kéo khóa đằng sau lưng chị nhá. Kéo khóa sau lưng ạ. 180.000 đồng. Đây em đứng gần để các chị xem hoa xem cổ. Đẹp ơi là đẹp luôn. Hoa của nó dạng như vàng, hoa nhí xanh. Nhí xanh vàng. 180 lên đúng mã hàng cho em đang là VIP 10 kèm số điện thoại. VIP 7 chị Lý mặc cũng gọi là rất là đẹp luôn đấy ạ. Con này em đang bán bão đơn luôn. Chị Hợp ơi không giãn nhưng mà sướng. Không giãn nhưng mà sướng nhá. Bao đẹp bao thoải mái luôn. Mặc đi chơi mặc đẹp, mặc đi làm mặc đẹp. Nơ của nó là nơ liền. Nơ nó may gấp sẵn rồi. Kéo khóa sau lưng mà nó có lá cổ cho mình. Rất là tiện mà đẹp. Chị comment cho em Lan đúng mã là VIP 10 và kèm số điện thoại em nhận đơn nhá. Các chị chấm vào bài và chia sẻ like giúp em với nhá. Cho em xin mỗi chị mình 1-2 lượt chia sẻ với ạ. VIP 10 kèm số điện thoại ạ. VIP 10 và kèm số điện thoại em nhận đơn. Xinh quá, dáng của nó dáng A chị ơi. Dáng xòe A dễ mặc ạ. Em lên con VIP 8 lên chị nhá. Chị lên mặc VIP 8 này cho em, đẹp lắm này. VIP 8 180.000 đồng. Lên cho em mặc VIP 8. VIP 10 kèm số điện thoại em qua mã luôn nhá. Nhìn giúp em nhá, 180.000 đồng. VIP 10 ạ, nhìn hoa cho em. Các chị lên mã này cho em là VIP 8. VIP 8 180.000 đồng. Mã VIP 8 đấy ạ. Con này hoa màu nâu cam đẹp lắm chị ơi. Con này hoa xinh ơi là xinh luôn đấy ạ. Lên mã VIP 8 cho em. Đây ạ, chị nhá. Em đang mặc và chị Lý đang mặc trên người nó là VIP 8. VIP 8 và kèm số điện thoại. Nó là màu nâu vàng. Hoa nâu vàng giống như em chị Lý đang mặc trên người. Dáng xòe như nó là dáng xòe A thôi. Đấy, rất là dễ mặc luôn. Trẻ mặc được và trung mặc xinh. Cái hoa này hoa nhí thì bao giờ nó cũng trẻ. Mặc rất là trẻ và dễ mặc. Không kén người nhá các chị nhá. Comment đúng mã cho em Lan là VIP VIP 8 và kèm số điện thoại. Một màu này thôi ạ à. Em đánh mơ khác màu hoa rồi đấy ạ à. Khác màu hoa rồi các chị nhìn nó dễ đấy. Đấy các chị đỡ bị lẫn ấy. VIP 8 và kèm số điện thoại ạ à. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em. Đấy VIP 8 ạ à. Hoa của nó sẽ là màu nâu và màu vàng. Dáng thì nó là dáng xòe A. Cổ của nó là cổ gì nhỉ? Cổ sen tròn và xếp ly ở lá cổ. Có nơ này sẵn và kéo khóa giật lệ đằng sau lưng. Nó không giãn nhiều nhưng mà các chị mình mặc bao sướng. Đấy, không giãn nhiều. Đây ạ, ví dụ như em mặc như này. Không cần phải giãn, em vẫn có cái độ thoải mái. Ngồi gọi là ngồi các chị ngồi sập hay các chị ngồi ghế nó cũng rất là thoải mái cả ngày luôn, chất mát ạ. Đấy. Váy trơn màu đỏ. Cổ tròn em đang chưa nghĩ ra đâu ấy chị ơi. Em chưa đang nghĩ ra là cái gì luôn. Mã hàng cho em là gì nhở? VIP 8. VIP 8 kèm số điện thoại em nhận đơn ạ. Xinh quá luôn đúng không chị? VIP 8 ạ. Alo ạ. Đấy các chị nhìn hoa nhí ở trên like các chị nhìn không rõ lắm. Em tiến gần cho các chị xem một chút. Đây ạ. Đấy. VIP 8 kèm số điện thoại nha các chị ơi. VIP 8 ạ. Đây em đứng gần chị Lý đứng gần hơn một chút nữa. Cho các chị xem cái màu hoa. Cái màu vàng hay màu nâu ạ? VIP 8 mà kèm số điện thoại. VIP 8 ạ, nâu vàng. Hoa nó dạng nâu nâu vàng vàng. Các chị nhìn màu của ngoài nó đẹp hơn nhiều. Đấy, nhìn ngoài đẹp hơn. Mã hàng là VIP 8. Rồi ạ, các chị chốt đơn này lên đúng mã hàng cho em nhá. VIP 8 kèm số điện thoại em nhận đơn ạ. 180.000 đồng. Ừ, con đấy có một cái đúng không?
Con đấy lên VIP 11 đẹp. Chốt đơn gì các chị cứ lên đúng mã hàng em nhận đơn nhá. Đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em. Đúng mã hàng kèm số điện thoại. Xinh quá. Mỏi hết mồm ạ. Mỏi mồm, mỏi mặt, đau mặt. Cắn móng tay nhá. Điều chảy nước. Rồi kinh lắm, tiếp sợ lắm. Mẹ thì... Thì... Hả? Không biết có bao con nào trong ống nước ấy. Đi hẳn trên máy luôn. Ờ. Đưa con lần nào. Thật ra? Trên máy gì đấy? Con quay mười mấy triệu, đây các chị ơi, váy 180.000 đồng. Con này cũng xinh này, con này cũng xinh, con này cũng trẻ. Con này là VIP 11 nhá. Váy ý của tao đâu, gửi chị Hoa nở về đêm chưa? Quần đùi và áo cho chị chưa? Chị Lý ơi gửi rồi, chị Nguyễn Lý gửi Zalo đúng không? Em gửi rồi nhá. Hoa nở về đêm gửi chưa hay là quên? Cứ cho tao mới cho mày, xong rồi chúng nó trả sót đơn. Bọn này nó vậy đấy, cứ cho tao nhá là phải đến cái đoạn chụp màn hình là cho tao là phải biết rồi đấy. Là phải vào những đối tượng nghi vấn này, phải vào trong tin nhắn ngay. Mã hàng kèm số điện thoại cho em Lan là VIP 8 em đang mặc trên người, và chị Lý đang mặc là VIP 11 ạ. Màu này cũng rất là trẻ luôn. VIP 11 ạ, 180.000 đồng. VIP 11 kèm số điện thoại em nhận đơn. Đây các chị lên mã này nha, VIP 11. VIP 11 kèm số điện thoại. 180.000 đồng. Em chốt đơn cho các chị 45 cân đến 62, 63 cân nhé các chị nhé. Lên cho em mã VIP 11 ạ. VIP 11 cổ sen tròn rất là đẹp luôn này ạ. Các chị lên mã VIP 11 cho em nhé. Là nhắn tin ở trên VIP 11 treo đây. VIP 11 ạ. 180.000 đồng. Em có size cho các chị 45 cân đến 62, 63 cân nhé. Các chị chốt mã VIP 11 cho em nhé. VIP 11. Hai màu sao không ấy? Vâng ạ. VIP 11 ạ. Sao lại rơi có một hoa? À ba hoa. Và sáng nay em gọi mấy con đấy gửi lên mẫu thôi. Và lúc nãy em vào đây em thấy em xin rồi. Đấy, ở chỗ ấy. Cái gì với cái gì áo à? Áo không gì ấy. Ôi con này cũng xinh quá các chị ơi. Hàn Quốc. Con này cũng xinh ơi là xinh luôn. Đấy chị Hấu Thảo ơi, con đấy là bao nhiêu nhỉ? Con đấy là bao nhiêu cân vừa? 40-63 cân. Ui con này xinh không? Con này cũng mới về đây các chị ơi, đẹp không? Form đẹp quá, trẻ đẹp quá cơ. Con này có 3 màu nhá, cho chị mẫu lên đi. Xinh nhỉ? Tay đồng mà cái phần ly này nó xếp đẹp lắm ấy này. Con này đẹp lắm các chị ơi. Ba màu mà. Hoa xinh không? Chất đẹp và mềm lắm chị ạ. À, hai màu à? Mày mắt mà bị trột à? Con này góp vào. Mày phải nhìn chứ. Nó bảo mày ăn đi, mày bảo không ăn được thì mày cũng ăn. Ăn đi rồi em không ăn được, cứ ăn đi là ăn. Đẹp lắm, xinh ơi là xinh luôn. Mẹ mày đang ở phát thấy xinh, mẹ bảo khởi con mẹ con kia ra luôn. Con kia hết giờ rồi, đi hết giờ rồi trở ra. Đập mẹ váy này bây giờ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em à, hai màu ạ. Con này VIP bao nhiêu rồi các cháu ơi? VIP 12, VIP 13. Đừng 13 con kia rồi. Ừ. Con hồng nó hay xui dại lắm. Con này là váy đẹp ạ, à. Con lúc nãy là váy xinh rồi. Đây là váy đẹp. Váy đẹp cho em nhé. Đẹp. Chị đẹp. Bao tiền? 270 đi. 270.000 đồng nhé. 270.000 rồi. Rồi có người béo tí nữa béo xong nhá. Bây giờ đang gầy với vừa vừa đã. Váy đẹp cho em kèm màu ạ. À. Màu này là màu gì nhờ? Hoa nhí hơn vào hoa này. À, cái gì nhỉ? Hoa to, hoa nhí. Hoa to, hoa bé. Gọi là cái gì? Hoa trùm to, hoa trùm nhỏ. Như thế nó dài quá. Dài quá. Váy đẹp và kèm số điện thoại ạ. À. Các chị lấy màu hoa nào thì comment màu hoa đấy cho em. Hoa gì nhỉ? Hoa đậm và hoa sáng hơn đúng không?
hoa đậm và hoa sáng. Đây hoa sáng như chị Lý mặc và hoa đậm như em mặc. Mã hàng kèm số điện thoại cho em, kéo khóa sau lưng ạ. Đấy, kéo khóa đằng sau lưng ạ. Chuyển hoàn. Tôi chưa thấy lên thì phải chạy, chị đang chạy mã mà em ơi, từ từ. Phải thay vì không mua được thì mua mấy hộp kẹo giảm cân đi, cứ ngồi đấy mà người béo với người gầy cái gì. Mã hàng giảm cân khác mặt đẹp hết em. Đẹp lắm chị ơi. Chất này rất là mềm mà, nếu các chị mua ở ngoài con này rẻ nhất phải có 350. Con này rất là đẹp luôn. Con này mà thích mà có đai ấy, thắt đai cũng xinh nhỉ. Mình có cái đai hoa ở đây đâu à? Đây. Đấy, đai thần thánh nghe em đâu à. Con này lên xinh lắm nhá. Con này lên nếu mà có cái đai này, đai của các chị tùy thắt thôi. 617 617 à? Đây ạ, à, đai của nó sẽ có chun này sẵn này. CF3086177724. Xinh ơi là xinh luôn, nếu các chị có đai các chị thắt đai, không cần đai cũng đẹp. Mã hàng cho em là gì nhở? Váy đẹp kèm số điện thoại em nhận đơn 270.000 đồng ạ. Đây ở ngoài nó còn xinh hơn đấy chị ơi. Ngoài quá xinh luôn. Tay của nó sẽ có những cái hơi hơi kiểu như là ánh lên ấy, ánh nhũ lên ấy. Đấy và có co giãn nhẹ ạ. Các chị mình bao sướng ạ, bao mềm mà bao sướng nhá. Váy đẹp cho em kèm số điện thoại ạ. Nâu à, màu hoa đậm này và màu hoa sáng như chị Lý đang mặc trên người. 270. Váy đẹp kèm số điện thoại em nhận đơn. Thích đắt đai thì lấy đai như của em, không đai các chị bỏ buông ra cũng rất là đẹp. Đấy, đai của nó thì nó có chun nhá, các chị mình nó co giãn theo người các chị rồi. Đấy, đai thì ai cũng vừa. Con này thì khoảng tầm 40 cân và đến khoảng 60-61 cân đổ lại. 60-61 cân đổ lại cho em, chốt đơn cho em Lan là váy đẹp kèm số điện thoại em nhận đơn. Đấy, xinh quá. Tí các chị vào sau like cứ chụp lại ảnh inbox lại cho em mẫu. Hoặc là gì các chị gọi điện đến và cho chị đặt cái con váy đẹp đấy. Chị lấy cái hoa màu đậm giống như Lan mặc này. Chị lấy cái hoa sáng như Linh ạ. À, chị là Lý ạ. Đấy các chị nhá. Đấy, gọi điện đến thì các chị phải có mã như vậy. Không gọi điện đến cho chị cái váy xòe lúc em mặc là không chốt được đơn. Gọi điện đến thì cho chị cái váy đẹp. Đấy, cái váy đẹp hoa màu sáng, hoa màu tối ạ. 270.000 đồng ạ. Các chị mình chấm bài chia sẻ like hộ em với nhá. Đấy, váy đẹp màu đậm ạ. Rồi ok chị. Váy đẹp kèm màu kèm số điện thoại em nhận đơn. 270.000 đồng ạ. Em Lan bao form bao chất đẹp ạ. Rất là mềm mà rất là sướng ạ. Mềm sướng lắm. Đấy, cổ của nó sẽ như này. Ngoài còn đẹp hơn ý ạ. Ngoài đẹp hơn. 270. Mã hàng kèm số điện thoại em nhận đơn. Ngoài nó kiểu như là cái vải của nó ánh nhũ lên ấy. Đấy, có ánh nhũ lên đẹp. Lên like thì nhiều lúc là những cái nét ấy, nét mà nhỏ quá là các chị không nhìn rõ. Cái cảm giác nó không đẹp được bằng ngoài đâu, chứ ở ngoài xinh ơi là xinh luôn. Mã hàng cho em đang là váy đẹp kèm số điện thoại nhá. Rồi ok, em qua mã luôn nhá. Em qua mã luôn cho nhanh. Cho em sang cái con chân hoa cái đi chị ơi. Em đánh riêng cái con hoa chân riêng cho chị chưa? Em tách riêng ra chưa? Bây giờ em cho chị con đỏ với con đen nó giống nhau ấy. Đấy đúng rồi. Chạy một mã, còn con kia em tách riêng cho chị một chỗ đi, nó giống như con 12 kìa. Đó. Đấy. Cho nó đỡ lẫn con nhà bà lộ, lỗn con nhà bà lận. Gọi hoa 1, hoa 2 đau hết cả đầu. Con này xinh lắm. Đẹp ơi là đẹp luôn. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em nhá. Đẹp thật đấy. Ở ngoài các cái vải này nó hơi ánh ánh lên. Không mỏng không hề hở ạ. Không mỏng và không hề hở. Vải nhòe đúng không? Xinh quá đúng không ạ? Đây ạ, đai em bỏ ra các chị xem nhé. Đai chun cho chị váy Lan mặc ạ. Phương Thụ Thúy dù ok 270. Váy đẹp cho em. Chị bao nhiêu cân hả chị ơi? Bao nhiêu cân? Đây, bỏ đai ra được ạ. Chất đẹp, form đẹp, không lo gì đâu chị ơi. Chất đẹp, form đẹp, đúng mã hàng cho em Lan là váy đẹp kèm số điện thoại em nhận đơn ạ. Váy đẹp ạ. Đằng trước đằng sau. Xinh lắm. Mềm, chất sướng. Đẹp nhỉ? Mặc con nào cũng thấy xinh ấy, nhiều lúc là cứ có thời gian là cả ngày mặc váy đẹp, lượn lờ bắt khách. Lượn lờ bắt khách. Không muốn đi đâu. Bà tự lại mất lời. Ờ, thế là sổ đúng không ạ? Đúng như này mà bà ấy ghi là thật là sai. Ừ, con này đơn này không nhận. Con mẹ là mấy... Thế thì chịu đâu rồi. Bác chị già, eo ơi. Mày thế. Bác sợ là mình sai đi không? Ừ. Mình đúng ạ.
đâu rồi, váy đâu rồi cháu? Đây đây chị ơi. Ôm rồi. Đây chị em đi tìm. Đây 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 đây. Ơi, bán hàng đi đi. Con ba cho chị nhá. Em lên con hot ba đây à? Không tao nhá. Này. Nó không nhìn chỗ mình biết tay. Em lên hot ba đây các chị này. Hot ba của màu đỏ này và màu đen các chị nhá. Em lên mã hot ba 250.000 đồng. Các chị lên mã hot ba cho em. Em cho chị cái con hay 250.000 đồng. Các chị lên mã hot ba cho em có màu đỏ này và màu đen các chị nhá. Đây này. Màu đỏ và màu đen. Con đang nợ một con L thì không có rồi nhưng mà mã hot ba cho em ạ. Chị chơi một hai con để cho lên luôn để giống đi luôn. Không phải sao. Mệt. Đây các chị ơi, con này xinh lắm. Chị 54 cân vừa size L nhá. Này, con này cho em Lan là hot 3 và kèm số điện thoại em nhận đơn ạ. Các chị ơi, hot 3 con này em chốt lên 63 cân. Mặc đi mặc lại nhưng con này cũng vẫn thấy xinh. Hot 3 kèm số điện thoại ạ. Hot 3,5 đi. Hot 3 cộng. Các chị quên dấu cộng một phát là mày sang hot 3 luôn. Em nhầm luôn. Hot 3,5 hot 3 cộng. Hay hot 3 chị, dạ, hot 3 em. Đúng rồi, hot 3 em mà kèm số điện thoại. Các chị ơi, con này xinh không? 63 cân một lại em nhận đơn ạ. Sọc là con bò phải không ạ? Mã hàng kèm số điện thoại nha các chị ơi. Đức, con này 6 bầu 40, 63 cân. Chân nó chân von hoa, dáng liền của laptop ạ. Kéo khóa đằng sau lưng. Đấy, kéo khóa đằng sau lưng ạ. Kẻ hẳn một cái cổ hay là bọc thôi, bảo hỏi chị ấy. Áo cổ Đức kẻ sọc sọc là mã đẳng cấp à, xịn. Cẩn thận nhầm nhá. Vừa máy chưa lên con đẳng cấp đâu, chỉ lên xịn sò thôi. Áo phông cổ sọc ạ. Cổ sọc là áo là cái con cổ bố ly đấy, là phông đẳng cấp ấy. Con vừa may like hay là chị chụp ảnh mẫu xong gửi vào Messenger nhà em đi. Tại vì là có mấy con ấy cứ ba con là con nào cũng bị kể. Thế chị xem like lúc nào bảo thế? Hôm qua hôm kia thì chị lắp cho em cái. Lắp mẹ ngược dây. Mã hàng kèm số điện thoại cho em chị ơi. Con này là phone à cái gì nhỉ? Hot 3 nhá. Con này hot 3 cho em 63 cân đổ lại 250.000 đồng. 250.000 đồng. Lên đúng mã cho em đang là hot 3 và kèm số điện thoại. Hot 3 kèm số điện thoại. 63 cân đổ lại em nhận đơn. 63 khiếp chị sợ của em mà gai hết cả người. Lâu ngày đâu được sợ. Không được à? Hot 3 kèm số điện thoại em nhận đơn ạ. 250.000 đồng. Đấy, hot 3 các chị nhá. Hot 3 lại mạng nghề đúng không? Mạng nó cứ nhập nhằng ấy nhỉ. Màu đỏ với màu đen thôi chị ơi, màu đỏ và màu đen ạ. Live buổi tối còn đông hơn. Buổi trưa này không đông. Con thấy hoa nhí đâu VIP à? Đây ạ, em đứng xa các chị nhìn dáng á. Chân váy của nó là chân váy hoa. Đấy, dáng của nó là dáng xòe hai lớp rồi. Các chị mình không lo bị gì mỏng, không sợ bị hở. Đấy, không sợ bị hở ạ. Hàng hai lớp hết rồi nhá các chị nhá. 250.000 đồng. Lên đúng mã hàng là hot 3 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Hot 3 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Ok, em qua mã luôn các chị mình nhá. Cho em lên con gì nhở? Con bao nhiêu nhở? Con 10. Con 10 ấy. Con 10 con xe to đấy, 75 cân đấy. Đau hết mồm ấy. Đau mồm. Đau hết mồm, cái cơ mặt nó bị đau ấy. Nhiều nó mỏ hai hàm ấy. Nhẹ nhàng đẹp đúng không? Chị nhận được con hot 3 đẹp đúng không? 250 ạ. À, bao đẹp luôn chị ơi. Con này dễ mặc à. Dễ mặc mà nó mát ấy. Mà cái thời tiết cảm giác như ngày hè này là nó rất là hợp. Đấy, nó rất là hợp luôn. Hot 3 kèm màu kèm số điện thoại 250 ạ. 63 cân đổ lại em nhận đơn các chị nhá. 63 cân đổ lại chốt hot 3 cho em. Con này ghi tên Lý vào đây rồi đấy. Con này à? Không mà thôi. Lý.
đấy mà con đấy đẹp mà Lý. Đấy. Con đấy là bao nhiêu nhỉ? Hot 10 nhá. Con đấy 80 cân đi. Hot 10 có sai cho các chị 80 cân đổ lại các chị nhá. 80 cân đấy chị ạ. Lên trên mã hot 10 cái gì chị gì hàng Quảng Châu có cấp chị nhá. Túi hai bên đây ạ. Chị Nga Thanh ơi đây này, váy to đây chị ơi. Đấy, váy to đây chị Nga Thanh ơi. 68 cân. Lên trên mã này là hot 10 các chị nhá. Hàng Quảng Châu có cấp, có đai liền đây các chị nhá. Đai liền ạ và cổ hai ve các chị nhá. Lên mã hot 10 cho em 420.000 đồng. Có sai cho các chị 80 cân đổ lại nhá các chị nhá. 80 cân đổ lại lên mã hot 10 cho em. Màu da và màu đỏ. Xem mãi không chán à chị Duyên Hoàng, em cảm ơn ạ. Đây này các chị ơi, con này thì hàng của nó chất quá đẹp rồi. Đấy, dáng của nó dạng như hơi đuôi cá, nhưng mà nó là đuôi cá kiểu như xương xương A thôi. Đấy, chất của nó rất là mềm, nó mát và nó co giãn nhiều. Và chất nó đanh. Đấy, mặc lên người là sướng rồi. Con này cho em đang là hot 10 kèm số điện thoại ạ. Hot 10 420 ạ. Con này là dòng Quảng Châu cao cấp các chị nhá. Hot 10 kèm số điện thoại em nhận đơn. Hot 10 và kèm số điện thoại. Đấy, chất mềm và mát ạ. Chất mềm và mát ạ. Hot 10 kèm số điện thoại. Các chị comment đúng mã vào nhá. Con này đã có túi hai bên. Đấy, túi hai bên này nó có đai liền ạ. Đai liền. Đấy, và cổ hai ve như này. Nó là cổ hai ve các chị mình ạ. Cổ hai ve. Hot 10 kèm số điện thoại. Hot 3 màu đen. Không có hoa nhí hơn, có hoa nhí hơn cho chị mượn cái con hot 3. Hot 3 hoa nhí hơn ạ. Rồi ok. Đâu, cái con ở dưới kìa. Đấy. Rồi, bây giờ nó hot mấy? Bây giờ lên con này cho em lan hot 7 đây này. Nó giống cái con hot 3 đấy nhưng hoa nó nhí hơn thì em đánh là hot 7. Cho các chị mình đừng đỡ lẫn con nhà bà lộ nhá. Chị nhá. Chị Đỗ Đông này. Đấy, con này thì chỉ có một màu đen thôi. Đấy, con này lên cho em đang là hot 7 kèm số điện thoại. Hot 7 size cũng từ 40-63. Đấy, là hoa nó bé hơn. Comment cho em đang là hot 7 kèm số điện thoại. Hot 7 kèm số điện thoại. Chất này thì quá sướng rồi chị ơi. Con này cho em đang là hot hot 10. Hot 10. Đấy, hot 10, con kia còn một con XL em quặc lên cho chị đi. Con 22 phải không? Đấy, con em ấy. Con này đến 80 cân em đang bao sướng và bao sang. Đấy, nói chung là tuổi các chị này và tuổi các cô là con này rất là sang đấy ạ. Các chị và các cô, thứ nhất là gì? Chất nó rất là đẹp, thứ hai là form đẹp. Đấy, và mình mặc nó không bị kén người. Ví dụ như là các chị chân bé này, các chị chân to này, mông có bị lép này hay mông có bị hơi to, con này của em che giấu hết khuyết điểm. Bụng to cũng không thoải mái luôn. Bụng to của em cũng bao sang con này. Con này cho em đang là hot 10 kèm số điện thoại, em nhận đơn nhá. Hot 10 và kèm số điện thoại ạ. Cổ 2 ve ạ. Chất em đang bao mát và bao sướng ạ. Hot 10 và kèm số điện thoại ạ. Đấy. Ok chị sang con khác đi. Con đấy để em ấy cho. Em nhấn cho. Mát mà, chất nó rất là mát luôn, nó sướng. Chất nó mát ơi là mát. Nếu con những cái con chất này các chị ra ngoài cửa hàng mua phải có 600.000. 600.000. Uống cái gì đó kinh thế. Khiếp sợ thế. Trông kinh bó mẹ đi. Ê, thử đi. Ngon. Mà ta xem nào. Tao không uống, tao thề luôn, tao không. Nếm thử đi. Các chị là nhìn bọn này nó uống này. Nhìn như kiểu là cái cắn cắn gì ấy, cái ăn khiếp lên ấy thật. Người ta say đâu. Cái gì hả chị? Ờ, quê chứ. Con đấy đấy, con đấy có hàng rồi đấy. Đấy. Ngày nào cũng xem mẫu đẹp ạ. Tốn tiền nó xinh. Chị ơi, 62 cân được. Không giãn đâu nhưng mà có 2XL chị Đỗ Đông ạ. Con đấy không giãn nhưng mà 62 cân. Cô chưa nhận tin. Đọc rồi, sai rồi, chẳng in. Đọc thôi gì mà nhận tin. Đã nhận được. Đọc thôi là được rồi. 1 giờ cô mới nhận được tin. Cô báo nhé. Con này là liền chị ơi, tay của nó pha lưới ạ. Đấy, con này thì giãn nhiều, còn con đấy thì không giãn nhiều ạ. Chị nhá. Đây em đang thử lên con này. À, chết rồi. Hot 10 cho chị Nguyễn Yên, ok em chốt đơn ạ. Các chị comment đúng mã cho em nhá, cho em xin mỗi chị mình một lượt chia sẻ ạ. Chị Yên ơi, lấy màu gì, bao nhiêu cân thì bảo em. Đây là màu đỏ, với kia nó là màu kiểu như dạng màu nâu nâu da ấy. Con đấy cũng sang, con này cũng đẹp.
Mà quan trọng là cả cái chất với cái form nữa chị ạ. Nó mát, nó sướng, sờ và nó đã sướng rồi. Đấy, bổ cho em một quả xẻ đi, mỗi chị bổ cho em phát xẻ đi. Các chị nhá, chia sẻ like của em nhá. Con này cũng là quá xinh luôn. Các chị lên mã này cho em là hot 4 các chị nhá. Hot 4 ạ. 250.000 đồng. Con đấy 250, đấy, con đấy xinh. Con đấy đẹp lắm. Con này cũng chất co giãn đấy, con này 65 cân đổ lại. 65 cân đổ lại các chị nhá, đẹp cực kỳ luôn. Chị đang chê mà mê đi. Đây ạ, à, cổ này. Con nhìn nó cắn cắn nước ở nó phải mã... trong veo. Dâu đi lọc cả dâu chị ra. Chị ngon lắm. Mang điện thoại đi. Đẹp lắm. Này các chị ơi, em này cho em đây chị Đông này. Con này cho em đang hot 7 kèm số điện thoại một màu ạ, à, dáng color top ạ. À. Nó gần giống con hot 3. Nhưng mà con này hoa nó bé hơn một chút. Đấy. Có mấy màu con này á chị, con này có hai màu. Đấy. Thôi Lý đứng ra đây để em lan bán cái con này đã, không lẫn con này bà lộn bây giờ. Không biết hỏi con nào mấy màu luôn. Con Lý mấy màu hay con Lan? Con Lan bây giờ đang mặc là hot 3 à hot 7. Một màu duy nhất các chị nhá. Comment mã này cho em Lan là hot 7 kèm số điện thoại. Hot 7 ạ, chỉ có một màu đen này thôi. Đấy hot 7 ạ, một màu đen. Bao nhiêu nhỉ? Con này có 23 thôi. 250 á? À con kia mới là 24. Đùa mày cái xui tao linh tinh này, có ngày tao bán con mẹ nhà đi. 250.000 đồng. Comment đúng mã hàng xem đang là hot 3 kèm số điện à hot 7 kèm số điện thoại ạ. Hot 7 ạ. Một màu đen thôi chị ơi. 63 cân 40, 63 cân em nhận đơn. Hot 7 và kèm số điện thoại các chị nhá, không giãn nhiều nhưng mà con này cũng bao sướng ạ. Dáng color top này, nó may liền hết ạ, kéo khóa đằng sau lưng ạ. Đấy, chất vải của nó dạng như là von lụa ấy các chị ạ, dễ mặc. Nhẹ nhàng dễ mặc. Hot 7 kèm số điện thoại em nhận đơn 250.000 đồng. Hot 7 kèm số điện thoại em qua mã luôn nhá. Hot 7 và kèm số điện thoại ạ. Ra bán hàng ra bán hàng. Từ cái gì? Phải có ngày nó quấy lên rồi. Chị... Máy đã có xong rồi. Tóc máy tụt cười. Ai à, cứ để của chua thấy chật thèm. Ai để đấy chật thèm nhỉ? Phải bán hàng xong nữa nhé. Măn nhầm ai thấy chật trên người đấy, à. Ai thấy chật lên mình vào. Ông Cương qua đi lên đến chỗ cu cua 34 à 32 gặp một con bé nào nó ngồi mẹ mà cái con đấy cũng hâm cơ. Chỗ gốc tre mát thì nó ngồi ngồi mẹ sang bên kia nắng chắc là gây sự chú ý. Thế ông Cương mẹ thế nó con này ngồi đây mà xinh thế. Mà kệ mẹ nhà người ta nắng thôi chứ bạn thế thương hoa tiếc ông ấy nhà chị lại vào lại bảo là thương hoa tiếc ngọc. Thế em bảo ngọc ngà của nhà người ta thì kệ nhà người ta chứ ông thương cái gì. Ông kể chuyện nói mắt thì đường thì đang cua. Ông cứ mãi nhìn gái bên kia đường, nếu hôm qua không có vợ đi cùng thì ông xuống đón luôn. Đón đi chỗ giam mát. Con này thì giãn nhiều chị ơi. Con này cho em Lan là hot mấy? Hot 4. Con này cũng xịn sò mà có 250 thôi. Cái hôm mà chở cái bé nào đi cái nhà xong bọn nó vượt vào vợ làm nhà công nít. Hot 7. Hot 7 cho chị Đông ok. Con này đẹp lắm, cổ tim ấy nó có lá chị ơi, con này có 250 thôi. Hai màu đó chị nhá. Hai màu là em gọi là màu đen đây nhá, với lại màu vàng như chị Lý đi. 250. Đấy. Em gọi là màu đen nhưng mà nó cũng pha nâu và pha đỏ. Hot 4 nó kèm số điện thoại. Hot 4 kèm số điện thoại. 250.000 ạ. Hot 4 kèm số điện thoại ạ. Màu vàng ạ và màu đen. Màu đen. Đấy, 66 cân đổ lại em nhận đơn ạ, à, chất co giãn ạ, à, kéo khóa đằng sau lưng ạ, à, form đẹp, chất đẹp ạ. À. Hot 4 kèm số điện thoại các chị mình nhá. Hot 4 kèm số điện thoại. 250.000 đồng hai màu ạ. À. Các chị ưng hot 4 thì comment, phải comment đúng mã hàng và kèm số điện thoại chuẩn nhá. Mã hàng kèm số điện thoại chuẩn. Hot 4 chất gì vậy em? Em đang hot 4 chất gì con này á? À? Nó dạng như dòng gì nhỉ? U mì ấy chị ạ, à, kiểu như vậy. Nó dày dặn vừa nhưng mà nó đanh chất đẹp. Mát đấy chị ơi, co giãn. Con này ngoài đẹp hơn đấy chị nhở. Nên lai nhìn không đẹp được bằng ngoài là vì cái lá cổ này nữa này. Đấy, nó là cổ tim. Các chị không nhìn rõ trên lai nhé. Cổ tim nhưng mà nó tim gọi là tim lá đấy. Đấy, gọi là cổ tim lá, dáng xòe A chị nhá. Đây,
65 cân đổ lại em nhận đơn. Đấy tuổi các chị, lên các cô là mặc đẹp, rất là sang luôn. Mã hàng cho em đang là hot 4 kèm màu kèm số điện thoại 250.000 đồng. Hot 4 kèm số điện thoại em nhận đơn. Hot 4 250 chị nhá. Đấy, comment đúng mã hàng vào cho em nhá. Mã hàng kèm số điện thoại ạ. Ok. Chết này rất là mát luôn. Các chị lên mã này cho em là hot 4 các chị nhá. Hot 4 ạ. Rồi. Hot 4 hai màu, màu đen và màu vàng các chị nhá. 250.000 có size các chị 6 67 cân đổ lại các chị nhá. Lên mã hot 4 cho em. Chất co giãn ạ. Cổ hai ve rất là đẹp luôn, Hàn Quốc để trang trí đây ạ. Con này 65 67 cân, ok em qua mã luôn nhá. Có đồ bán chị ơi. Con này xinh ơi là xinh luôn. Con này về phát là hết hàng luôn ạ, 420.000 đồng. Con này là mã bao nhiêu nhỉ? VIP 22. VIP 22 kèm số điện thoại, về cái là hết hàng luôn đấy chị ạ. Con này có lá cổ ạ, em đang bao sang và bao xinh luôn. Đấy, có túi hai bên, hàng Quảng Châu cao cấp. 420.000 đồng. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Em còn đang thích lên những con sơ mi ấy. Ừ, à quần quy đi. Em lấy quần quy cho chị đi. Quần sơ quần ấy. Quần quy. Ừ. Lấy nơ lên quên không được. Con này chất mát chị ơi, xuống ạ. Đấy, mã hàng kèm số điện thoại cho em. Đấy quần đấy cũng được đi. Quần đấy đi. Đấy quy ba kẹp luôn đấy đây. Kiếm cái áo để mặc cùng cái đấy cho nó hợp. Để bán cái quần đấy đâu. Cái quần bó kia còn đang bị hết ý. Quần suông đi. Nhưng mà cái quần đấy đấy cũng được mà. Đẹp quá. Co giãn ạ. À, các chị ơi con này thì giãn nhiều ạ. 6-70 cân đổ lại em nhận đơn ạ. 70 cân đổ lại. Các chị chốt đơn lên mã này là cho em là hot 2 mấy? Hả? 22 đúng không? Hot 22 kèm số điện thoại. À VIP 22 quên. VIP 22 kèm số điện thoại. Con này dòng Quảng Châu. Dáng của nó là dáng xòe A các chị nhá. Co giãn và mát ạ. Co giãn và mát. 6667 cân đổ lại em nhận đơn. Con này đẹp quá. Đẹp quá. Các chị chốt gì lề lên đúng mã cho em nhá. Đúng mã kèm chiều cao cân nặng kèm số điện thoại ạ. VIP 22 420 chị ơi. Con này là hàng của Quảng Châu ạ. Nó sẽ có lá cổ này. Đai của nó là đai liền này. Cúc trang trí ở đây ạ. Kéo khóa giọt lệ ở cạnh sườn ạ. Chất mềm đanh và mát. Đấy, chất mềm đanh và mát luôn. Đấy chưa ạ. Đây ạ, em sang một mã quần nữa nhá. Các chị chốt dồn đơn vào cho em này. Con quần này của chị Lý mặc này. 75 cân đổ lại em chốt đơn. Quần này ạ. À. Đấy, em sẽ bán mã quần này đấy nhá. Mã hàng các chị comment là quần quy mấy? Quy 3. Quy 3 70 75 cân đổ lại em chốt đơn, 150.000 một quần. Quần quy 3 nó sẽ là dạng như quần lỡ. Đấy, túi thì rất là sâu rồi, chất co giãn 4 chiều rất là đanh và mát chứ. 150.000 một quần, size 75 cân đổ lại chốt quần quy 3 cho em. Quần này các chị mặc có thể mặc với cái áo nào cũng đẹp ạ. À. Áo này hoặc là về áo phông các chị cũng mặc đều ok. Đấy. Quần quy 3 các chị nhá, mặc với nhiều cái quần cái áo khác đẹp ấy ạ. Áo phông này hoặc áo kiểu đều đẹp. Áo của chị Lý thì mặc có màu gì? Có màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Trắng với màu đỏ, màu vàng. Áo của chị Lý mặc thì là mã gì nhỉ? 706. 706. Đẹp ơi là đẹp luôn, 150 ạ. Em đang có màu trắng này, size 62 63 cân đổ lại vừa áo ạ. Màu đỏ đô sáng ạ, màu đỏ kia là đỏ tươi nhưng mà tươi đậm. Loại là màu đẹp, tươi đẹp. Lên like bị hơi tươi. Đấy. Hàng bao xinh luôn ạ. Chun của nó có co giãn chị ơi. Chun của nó có co giãn 4 chiều nhá. Đẹp lắm, chất thì mát rồi. Áo thì các chị comment là 706 à. Áo 706 kèm màu đỏ 150 ạ. 706 màu trắng 150.000 đồng. Và 706 màu vàng của chị Lý đang mặc trên người. 150.000 đồng ạ.
Quần này các chị comment thôi, em đang là quần Q3 kẹp số điện thoại ạ. Chị quay đằng sau lưng cho các chị xem quần. Đây ạ. Đấy. Lên mã quần này cho em là Q3 các chị nhá. Co giãn 4 chiều, rất là đẹp luôn ạ. Đây, hai bên sau. Chị mặc thử lên với áo phông đẹp luôn. Đấy, có nghĩa là con áo này mình mặc với nhiều áo khác đẹp ấy, chứ không phải là nguyên cái áo đấy đẹp. Đây nhá các chị nhá, quần này mặc rất là dễ. Đây áo này lên dáng 706 cho em, 150.000 đồng. 706 là 150. Vàng trắng đỏ và vàng trắng và đỏ cơ. Hết màu. Đây em lên mã 06 đây các chị nhá. 06 130.000 đồng. Đấy, các chị ơi. Đây ạ. Quần Q3 các chị mặc lên với con này cũng xinh luôn. Đây ạ. Các chị mặc đi chợ, mặc đi chơi, mặc đi đâu cũng đẹp. Đấy, cái áo này là 130. Size 70 cân đổ lại. 70-75 cân thoải mái vừa. Lại lên mã áo 75 cân. Áo phông 6 cho em nhé các chị nhé. Và quần của em đang mặc là quần Q3. Q3 150.000 đồng. Và áo phông em đang mặc là 130.000 đồng. Lên mã áo phông 6 cho em. Đẹp quá. Phông 6 và kèm số điện thoại. Đây cái quần Q3 chị Lý mặc ạ. Chị đứng gần cho các chị xem cái dáng một chút. Đây ạ. Đấy. Đây ạ, chị ơi, cái cạp của nó cũng rất là đẹp. Nếu các chị sơ vi cũng đẹp luôn. Túi của nó sẽ hai túi rất là sâu. Và đằng sau của nó sẽ là có túi ký giả. Như là bình thường các chị mình mặc chị Lý lên quần lên. Vén quần, đây đang vén em ơi. Vén lên đâu nữa. Đây, vén hết cỡ rồi đấy. Đây ạ, hai túi ký giả đằng sau. Nó giống như cái quần bò, quần thô của các chị ấy. Đấy, đẹp như thế. Một màu thôi chị ơi. Một màu ạ, chị Thanh Lê, chị mặc con này không đẹp em không lấy tiền chị luôn. Chị mặc cực sang luôn. Cái mà nhà chị này nhiều mít lắm đấy. Chị này trong miền Nam nhiều mít lắm, toàn đăng lên mít ngon mà em ngoài này mà thèm miếng mít còn không mua được cái mít ngon mà ăn. Gửi cho em yến nhá. Một yến cái gì? Một yến một quả của nó mười mấy cân đi cả. Này chị ơi, cái quần này thì xịn sò con bò. Lên cho em lan mã quần Q3 kèm số điện thoại, chất co giãn và đanh ạ. Bao đẹp và bao cả sướng ạ. Nào, áo của chị Lý thì gì? Đổi được cái váy luôn. Quả mít của chị yêu ra ngoài này là giá trị lắm chị nhỉ, đổi quả mít luôn chị nhỉ. Đẹp ơi là đẹp luôn. Quả lên. Mít đấy ra ngoài này là một có đó là ba mấy trăm nhỉ? 400-500 nghìn quả mít là chuyện bình thường. Vì ngoài này nhà em mít đắt lắm. À chị Thanh Lê, mít ở trong này chị là bao tiền cân? Trong đấy là bao tiền cân? Phong này 130 chất mát chị ơi. Phong này comment cho em ra là phong 6. Phong 6 kèm số điện thoại nhá. Phong 6 kèm số điện thoại cho em. Đây màu đỏ đây. Đấy, 75 cân đổ lại. Đây các chị ơi, nhìn cái quần này của nhà em đang bão đơn luôn. Quần này cũng không có nhiều đâu ạ. Quần này thì cứ từ khoảng 45 cân trở lên và đến 75 cân chốt đơn. Đấy các chị mặc ở nhà hay mặc đi đâu, nói chung là như này mát, sướng. Mát mới sướng, thoải mái lắm. Đấy, áo này cũng 70-75 cân đổ lại em nhận đơn. Comment của em đang là áo phông 6 130. Áo phông 6 em có màu da, màu đỏ, màu xanh. Đấy, và gì nhỉ? 42 cân có sai không? 42 cân. 42 cân là hơi rộng một tí. Hơi rộng một tí. Quần Q3 hôm trước chị mua hai quần rồi. Đẹp xuất sắc, em cảm ơn chị Triệu Ghế. 130.000. Các chị nhận quần mà xem. Chất dày dặn nhưng mà nó lại mát, nó lại đanh nữa. Đấy. Comment đúng mã cho em, còn đẹp hơn cái quần bò lỡ của các chị ấy. Đấy, đẹp hơn cái quần bò lỡ, dễ mặc hơn, nó chỉ có một màu đen thôi ạ. Comment đúng mã quần cho em là quần Q3 kèm số điện thoại. Từ 45 cân trở lên và đến khoảng 75 cân. 42, 43 cân thì sẽ hơi rộng một tí. Áo này 130.000. Áo 130. Đấy, rất là dễ mặc. À, hôm trước chị mặc mấy cái con áo kia cũng đẹp kìa. Em xem mấy cái áo gì. Áo đá ấy. À, lên với áo cánh rơi ấy chị ơi. Tiện cánh rơi đi, em lên chân váy cánh rơi đi. Lấy con đấy cánh rơi đẹp à? Đây, à, lên mặc đẹp lắm. Các chị nhìn nốt màu xanh nhá. Màu xanh của mã phông 6 cho em này. Đẹp quá cái màu xanh này, đẹp. Lên mã phông 6 cho em với chị nhá. 130.000 đồng. Có size cho các chị 75 cân đổ lại. Lên mã áo phông 6 cho em. Ba màu, màu xanh, màu đỏ và màu da các chị nhé. 130.000 đồng. Đấy, quần Q3 các chị cứ lên đúng mã quần Q3 cho em. Q3 150.000 đồng. Q3 150.000 đồng cũng có size các chị 75 cân đổ lại.
Lên mã Q3 cho em. Chất giãn chị ơi, giãn nhiều bao xuống. Thoải mái luôn đấy ạ. Đẹp lắm. 06 đây, 3 màu nhé, để em qua mã nhé. 3 màu. Màu đỏ này, màu xanh này và màu da nhé. Của mã 06. 130.000 đồng, có size các chị 75 cân đổ lại. Lý lấy chị dám. Lấy gì đấy? Đã tìm con chân máy. Tìm cái này. Con chân máy xòe để mặc mấy này. Đâu? Lên mã 06 cho em đấy ạ. Em mặc áo cánh rơi nhá. Đẹp lắm. 06 màu xanh này, màu nào cũng đẹp, co giãn. Mát ạ. Có size cho các chị 75 cân đổ đại. 130.000 đồng. Lên cho em mã 06. Và quần em đang mặc là quần Q3 150.000 đồng. Quần này đẹp lắm. Mà dễ mặc. Túi hai bên rất sâu, các chị thể thoải mái để điện thoại, để chìa khóa xe này, để tiền đi chợ này. Thứ nhất là các chị ngồi chợ có gì à? Bán hàng mặc cái này nó thoải mái lắm. Nó không bị gò bó đâu các chị ạ, co giãn dễ chịu lắm. Nó đanh vải, rất là đẹp luôn. Chết mẹ rồi, mình khoai đi nghe chật chật. Biên ngay phải không? Dự báo thời tiết được luôn. Nên mã quần Q3 cho em các chị nhé. Q3. Và áo 06 đây ạ. Thầy yếu yếu rồi, bảo phải làm việc này. Chiến ấy làm việc khốt lắm. Không mấy. Ngủ này toàn bắt nạt. 06. Không đủ tỉnh này, chiến đấu với bọn này. Quảng Châu đẹp quá cái quần. Ok ạ, à, quần Q3 chị Thảo Nguyên chốt chưa em? Rồi ok chị, mã hàng kèm số điện thoại ạ. À. Mã hàng kèm số điện thoại nhá. Ui đẹp quá. Đây chị ơi. Hôm trước có chị gì nhỉ? Chị Hương nhỉ? Lên nhà nhà mình nhỉ? Mặc con này đặc biệt là những chị béo bụng ấy mặc cho em cái áo này này. Không bị lo lộ khuyết điểm này. Và thoáng mát ạ, à, mặc theo kiểu rộng rãi nhá. Nếu các chị lấy chân váy rồi, chân váy hạ 1 nhà em rồi ấy. Đấy. Nếu các chị lấy cái áo à cái chân váy rồi các chị lấy cho em cái này. Cái áo này mặc sướng lắm. Đây. Áo có 120.000 thôi. Một cánh sen em đang mặc đẹp quá. Đấy, dạng cánh rơi nhưng mà cánh rơi may tay nhá. Đấy, em đang mặc trên người, các chị comment hộ em là hoa 4. Hoa 4 kèm số điện thoại 120. Size 62 63 cân đổ lại em nhận đơn. 62 63 cân đổ lại chốt cho em hoa 4 kèm số điện thoại. Bao xinh luôn ạ, 120.000 đồng ạ. Tay cánh rơi ạ, thân của nó may hai lớp ạ. Các chị nhá, không bị lộ khuyết điểm ạ. Các chị béo bụng á, thoải mái cho em. Mặc với chân váy, em đang mặc là chân váy rời đấy chị ơi. Đấy, chân váy này các chị comment hỏi em đang là chân váy. Chân váy 1 và kèm số điện thoại ạ. Và áo em đang mặc trên người là hoa 4 kèm số điện thoại ạ. Đấy, cái quần giống như của chị Lý là quần Q3 đấy. Mặc lên áo cánh rơi xinh. Đấy, mặc lên này xinh luôn. Lên mặc áo này của em là hoa 8 chị nhé. Hoa 8. 120.000 đồng. Em mặc là hoa 8. 120 ạ. Màu ghi đẹp quá, màu ghi này. Hoa nào cũng xinh ạ. 120 ạ. Các chị lên đúng mã cho em là hoa 4 kèm số điện thoại là màu hồng cánh sen ạ. Size 63 cân đổ 65 cân đổ lại em nhận đơn ạ. Quên. 65 cân đổ lại em nhận đơn. Co giãn có phần chun ạ. Phần thân bụng này thì nó sẽ kiểu như là dạng dáng crop top này cho mình. Che giấu khuyết điểm, các chị có ngồi ấy, các chị mình vận động ấy, nó rất là thoải mái. Đấy, hoa này bao đẹp luôn ạ. Đây các chị này, vẫn là cái quần của Q3 vừa nãy đấy. Vừa nãy chị mặc về áo phông này, mặc về áo kiểu rồi này. Đấy, và bây giờ mặc về áo cánh rơi cũng rất là đẹp. Áo cánh rơi 120.000 đồng. Lên đúng mã hàng cho em là hoa 4 kèm số điện thoại. Cánh rơi này là hoa 4 nhé. Chị Lý là hoa số Hoa 8. Chị quay đằng sau cho các chị xem. Đây, form quần đây. Các chị ơi đẹp không? Chun co giãn á. Chun co giãn á. Đấy, form quần đây. Nếu các chị nào chưa có cái quần đấy nha em mà bỏ qua cái quần Q3 của nhà em thì tiếc lắm. Đấy, đẹp, dễ mặc. Mã hàng kèm cho em số điện thoại. Quần Q3 một quần. Có mất ship không? Mã hàng kèm số điện thoại giúp em nhá các chị nhá. Thế chị muốn mua mấy quần thì không mượn mơ ship hay là như nào à? Hay là mua nửa cái cho đỡ mất ship? Mã hàng kèm số điện thoại giúp em. Đấy, áo em đang mặc trên người ạ. À. Thân của nó đằng trước nó sẽ là hai lớp chị ơi. Đằng sau của nó chỉ là một lớp thôi. Đấy. Đây ạ. À.
chị Lý mặc là hoa số mấy nhỉ? Hoa mẽ số 8. Đây mà. Đấy là hoa số 1. Hoa số 1 của chị Lý mặc màu nâu cũng rất là đẹp. Đẹp nhỉ? Đấy, mặc với quần Q3 xinh luôn. Quần Q3 và hoa áo là hoa số 1. Dáng của nó sẽ dáng crop top như này các chị mình nhá. Dáng crop top ạ. À. Mã hàng kèm số điện thoại giúp em. Các chị lên mã này cho em là áo hoa 1 các chị nhá. Hoa 1 màu nâu này đẹp quá này các chị này. 120.000 đồng lên mã hoa 1 cho em. Và quần em đang mặc là quần Q3 150.000 đồng. Đấy các chị mặc như vậy đấy, xinh. Các chị mặc cái này đẹp quá. Quá xinh luôn. Hợp nhỉ? Ừ, hợp lắm, đẹp lắm. Xe khuyết điểm vùng bụng cho các chị em của mình rất là tốt luôn này. Mã áo em đang mặc là hoa 1 các chị nhá, hoa 1 màu nâu này. Mặc sang lắm, cái màu này sang nhỉ. Hoa 1 và chân vải à quần em đang mặc là quần Q3 nhá các chị nhá. Q3 150.000 áo. Áo thì 65 cân đổ lại em bao đẹp chị ơi. Áo 65 cân đổ lại ạ. Đây, các chị comment mã này cho em Lan là áo hoa số mấy nhỉ? Số 10. À hoa số 10. Hoa số 10. Hoa số 10 và kèm số điện thoại. Đẹp thật đấy, mà thật sự là quá rẻ các chị ạ. Rẻ nhỉ? Quá là rẻ luôn, có 120.000 em bán giá gọi là để lấy tương tác thôi các chị nhá. Đây đây, nhẽ là đầu like mình lên phải mặc những con này lên luôn. Nhờ, lên quá đẹp luôn như này. Mai lên đầu like phát, để lên đầu like luôn. Quá hợp luôn, nhờ. Lên set này là nhẽ không bán cái giá đấy ở áo, nhiều lúc bán xong là bán lấy tương tác và lại còn không đông, còn không cũng không được lãi mà lại còn thành ra cũng mất thời gian. Đúng không? Quần là 150.000 chị ơi. Quần 150 áo 120 cho em, quần Q3. Quần Q3 kèm số điện thoại. Quần này mặc áo này. VIP 22 50 cân cho chị Thanh Lê, sao bây giờ lại còn có 50 cân? Chị Thanh Lê sao lại gầy thế? Hay là mua hộ ai? Chị đấy là khách quen đấy, thông tin nhắn đấy. Bánh Linh Bình Thuận hay sao ấy, phải không nhỉ? Hay chị Thanh Lê khác nhỉ? À không phải. Nhầm chị này mua mít thảo nào chị chả nói gì. Khổ thân em, cứ tưởng cái chị ở trong Bình Thuận cơ. Ừ, đúng rồi. Em nhầm, tưởng chị Thanh Lê ở Bình Thuận, đâm ra cứ hỏi mít dứa chị ngồi im như thóc. Cái ảnh đại diện khác. Thế là nhìn cái cân nặng phát là... Nhớ mà, em nhớ. Bán hàng mấy năm rồi, khách ở Trung Thành mình mấy năm rồi phải nhớ ấy. Mã hàng đấy nhớ là sau để lên cho chị là ấy đi. Để lên chị con này. Đầu. Quá đẹp luôn mặc cái này này. Lên đấy. Hoa 11 nhá. Em lại mặc mã hoa 11 đây dạ. Đấy. Lên đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em 120.000 một áo á. Các chị lên mã này cho em là hoa 11 các chị nhá. Quá cơ. Hoa 11 chị Huế chị bảo chị máu mít quá. Khổ, máu mít để nhớ nha, cứ nhớ là cái chị ở Bình Thuận. Chị mít ở Bình Thuận, khổ thân. Hoa 11 ạ, à. Hoa 11 120.000 đồng lên cho em mã hoa 11 ạ. À. Và quần em là quần Q3 các chị nhé. Q3 150.000 đồng. Có size cho các chị 75 cân đổ lại. Quần Q3 và áo nó mà có size các chị 65 cân đổ lại nhé. Hoa 11 đấy ạ. À. Hoa 11 cái quần này mặc với cái áo cái rơi thôi. Hoa 11 ạ. À. 120.000 đồng lên cho em mã hoa 11. Và áo em đang mặc là áo em mặc là hoa 1, quần em mặc là Q3. Em ạ. À, một cái này cho Lý đang ở con quần đấy đấy. Ừ, Q3. Áo em Q3. Đang mặc 65 cân có vừa không? Thoải mái chị ơi. Vừa. 65 cân ạ. À. 65 cân thoải mái vừa. Ừ. Ui. Hoa này cũng xinh. Hoa nào cũng xinh. Hoa đấy hoa 7 anh chị nhé. Hoa nào cũng dễ mặc ạ. À. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Hoa này em đang mặc là hoa số 7. Hoa 7. Hoa 7 120.000 đồng. Hàng 2 lớp chị ơi. Thực ra là em bán những mã này là để mã tri ân đấy. Để lấy tương tác đấy. Nhưng mà em phải đẩy vào cái giờ này. Đâm ra nó cũng vắng vắng rồi. Đấy giờ này nó vắng ấy. Thế còn rất là giá này quá ok rồi. 120.000 một áo. Lên đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em. Mã hàng kèm số điện thoại em đang mặc là hoa số 7. Hoa 7. Hoa 7 ok. Hoa em mặc là 11 nhá. Đấy ok. Các chị chốt đơn cứ lên đúng mã hàng cho em. Q3 dồn đơn cho Huế ok. Con quần đấy là con quần thần thánh đấy. Quần thần thánh đấy ạ.
mặc sướng ạ, à, dễ mặc ạ. À. Đấy. Ấu ấy là lấy quần 34 dồn đơn. Q3 34 dồn đơn. Đẹp. Đấy đây này. Lý mặc con này cũng đẹp này. Đây này, con quần này mới đẹp này. À con áo này mới xinh nhỉ. Áo này có 123 không em? Đây ạ. 180.000 đồng. 47 cân. Con này từ 45 cân ạ. À. Con này 45 cân đến 65 67 cân em nhận đơn. Em nhầm ấy. 13 chứ. Lên mã 13 cho em với chị nhá. Cái áo này 13 này, mặc cái con áo này có cái quần này rất là đẹp luôn. Đấy, mã áo là mã áo 13 cho em và kèm số điện thoại. Con này là bao nhiêu chở? 180.000 đồng. 180.000 đồng ạ, à, hàng Quảng Châu cao cấp ạ. À. Chị nhá, co giãn mặc cái quần này quá đẹp luôn. Cái quần này nó dễ mặc đồ ấy ạ. À. Các chị lên mã áo cho em là áo 13 nhá. Áo 13 180.000 đồng. 180.000 đồng lên mã áo 13 cho em ạ. Và quần em đang mặc là quần Q3 nhá. Các chị mua cả hai cái luôn. Đẹp quá. Quần Q3 150.000 đồng. Và áo 13 180.000 đồng ạ. Size 65 cân đổ lại. 45 đến 65. Có size cho chị 45 cân đến 65 cân. Của mã áo em đang mặc nhá. Quần em đang mặc có size các chị 75 cân đổ lại. 45 cân đến 75 cân lên chọn quần Q3. Quần Q3 và áo 13. Con này là hàng Quảng Châu chị ơi. Con này là hàng Quảng Châu. Nốt mã này em nghỉ thôi nhá các chị nhá. Đấy tối em hoạt động tiếp để sức khỏe, bảo toàn toàn sức khỏe đi. Bảo toàn sức khỏe đi chỗ đó tối chiến đấu cho nó sướng. Nhá. Các chị chốt gì lên đúng mã hàng cho em này. Con này các chị comment mã áo 13 cho em. Quần thì quần Q3 và áo mã 13. Áo em đang mặc trên người là hoa số 2 của hàng Cánh Rơi, 120.000 đồng. 120.000 đồng ạ. À. Đẹp và mát lắm các chị ơi, mát ơi là mát luôn. Dễ chịu. Béo không để lộ khuyết điểm mà rất là sang. Đấy, con này rất là sang luôn. Đấy. Con này lên nốt mã 12 nữa à. Đấy quần chị Lý mặc 150.000 chị ơi. Quần Q3 nhá. Quần Q3 150 ạ. Áo 13. Giờ này các chị đi làm còn bộ 52 màu đen không? 52 màu đen. 13 có một màu thôi chị ơi. À em nhìn hộ chị xem cả bên kia em nhặt sang đây chưa? Có cái mã này này. Cái mã cổ như này này. Đó. Rồi có một màu thôi ạ, à, một màu duy nhất thôi. Con này đẹp dã man luôn, cổ đằng sau nó có đá đấy chị ơi. Hàng này hàng lưới của hàng Quảng Châu ạ. À. Con này có 180.000 thôi, các chị không phải nghĩ gì. Chất nó co giãn ạ, à, hàng hai lớp ạ. À. Mát ạ à, và sướng luôn ạ. À. Đấy cổ nó đá. Thế thôi em ơi. À, cái gì nhỉ Hồng ơi. Thôi. Mã này cho em đang là mã áo là áo 13 và quần 13. Q3 cho em. 100 áo là 150 và thôi. Áo 180 và quần 150. Thôi mã mà kèm số điện thoại. Các chị lên mã này cho em là áo 13 cho em nhé. 13. 13. 180.000 đồng có size các chị 65 cân đổ lại. Mã áo 13 các chị nhé. Và quần em đang mặc là màu như các chị nhìn thấy đấy chị ơi. Màu như em đang mặc đây. Các chị nhìn rõ màu đấy. Nhìn rõ màu, có tí nữa bảo màu này màu. Chị nhìn màu cho em đi, bây giờ nó pha như thế em không tả được màu gì. Màu đen, màu đen chẳng phải. Và các chị nhìn rõ em mặc này. Đây chị đứng gần mua một chút nữa cho các chị xem. Đấy, đây ạ. À. Nó sẽ nhún bèo như này, hàng này nó quá đẹp rồi. Một màu duy nhất thôi nhá chị ơi. Nó là màu như là dạng màu nền của nó là một nền màu đen. Và sẽ có cái bông hoa hình ngôi sao mà màu da pha như này. Ngôi sao pha da như này ạ. À. Đấy, chuẩn màu. Chuẩn màu là các chị nhìn thấy. Mã hàng kèm số điện thoại cho em Lan là áo là áo 13 và quần Q3 cho em. Áo bây giờ áo của em đang mặc là hoa số 12 ạ. Của hàng Cánh Rơi. Hoa số 12 hàng Cánh Rơi. 120.000 một áo, 120 một áo. Lên váy kẻ đằng sau đi.
Máy kẻ em vừa lên rồi đấy. Chị Dụng Miền em vừa lên rồi. Đấy chị Dụng Miền ơi, bao nhiêu cân ạ? À? Con máy kẻ đằng sau em vừa lên rồi. Hôm nay quên mà like con áo sơ mi kẻ vừa về, hôm nay quên mẹ mất. Ở dưới kia nó có hàng. Quên không ra đấy. Con kẻ em nói đấy. Con kẻ kẻ vừa vàng vàng bán được nhiều nhiều ấy. Đấy. 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 Thế bọn kia nó đang có hàng. Các chị lên mã này cho em là áo 13 các chị nhá. Áo 13 180.000 đồng, hàng Quảng Châu cao cấp hai lứa, hai lớp nhá. Hai lớp rất là đẹp luôn, co giãn đấy ạ. Và quần em đang mặc là quần Q3. Lại cái túi xem là có cái gì nữa anh. Nợ cái gì lại phải báo lại hàng nợ. Chị ơi đây con ở đằng sau kẻ là con ở đằng sau đây, là con kẻ này. Ok ạ, à, các chị chốt gì hỏi gì nữa, em nghỉ nhá, tối em bán tiếp nhá. Tối em bán tiếp thì các chị vào xem ủng hộ em nhá. Con này thì chất quá đẹp. Quá đẹp luôn. Gửi giảm cân cho chị mà không nhận được. Chị Hải Hải Bích lên lại số điện thoại cho em với. Lên lại số điện thoại nhà em kiểm tra đơn. Giảm cân nhà em không đợi ai cả. Bây giờ kẹo giảm cân này, kem kích trắng body này, kem dưỡng mặt này, lăn nách này, sữa rửa mặt này là không nợ một chị nào. Trừ trục hợp quần áo là em phải nợ, bởi vì là sai số nó bị không còn ấy. Đấy, nhiều lúc là sai số nó không còn. Con này các chị comment cho em đang là hot 10 kèm số điện thoại em nhận đơn. Chị Hải Bích cho em xin lại số này để em kiểm tra đơn hàng xem hàng chị đang ở đâu nhá. Kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại. Mai báo hệ thống ở trên đầu tổng ra. Thứ nhất là gì nhỉ? Đơn trùng nhau không phát hiện được này. Nhập mã hàng vào mà hàng ví dụ đã sai địa chỉ này. Hoặc là kiểm tra hàng mà hàng đã, ý là hàng đã gửi rồi nhưng trên hệ thống không có đơn này. Là nhà mình sẽ hay bị gửi nhầm. Cái mã của nó không chính xác. Thế nên là kiểm tra đơn cho chị Hải Bích đi. Ý kiểm tra luôn nhé, em báo lại nhé. Thế để vào, mình có chuyển sang bên kia thì nó cũng ấy. Để cho bọn nó đính chính lại nội bộ đi. Mệt lắm. Ừ. Bên đấy thì mình sang đấy mình phải trợ giúp liên tục. Ví dụ như đơn của tầm tuần là mình phải gọi khách hàng ngay. Em đã nhận được hàng chưa? Có ai giao hàng với chị không? Có một đứa chuyên phải xử lý những cái đơn đấy để đôn đốc hàng. Để đẩy lên hệ thống là báo phát ngay hiểu không? Thì cơn không còn sót được. Em nghỉ nhá các chị nhá. Đứa nào chuyển máy nghe điện thoại chị đi. Chốt quần Q3 và áo áo 13. Q3 và áo 13 cho Việt. Chị Lưu Văn Việt ok. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Nghe đi không. Váy kẻ em đang mặc cái canh mặc. Cái gì? Chị ơi em đang bận đấy nhá, nhà em gọi lại sau nhá. Suốt ngày gọi. Q3 và áo áo 13 là cái áo chị Lý vừa mặc xong ấy. Ừ. Em nghỉ đây, tối nhà em lại like tiếp với chị vào ủng hộ em nhá. Bye bye tất cả các chị đẹp nhà mình nhá. Bye bye các chị nhá. Bye bye các chị.